đi, cái tiếng này hấp kỳ quá trời, không có nghe. Không phải, ông thích nghe tiếng này mà hát lại đi. Trời đất ơi, con chim mà hót như con ngà vậy. Mày ngu quá trời, mày hót như con ngà, nó bắt mày thấy bà mày bây giờ. Hót lại đi. Bà già. Mày kêu lại đi. Mày kêu tao bà già, tao làm sao chịu chứ. Mày kêu bà trẻ đi, kêu bà trẻ. Thấy gớm. Trời đất ơi. Mày biết chê tao gớm nữa hả mày? Muốn ói luôn á. Sao cái giọng này không phải giọng con chim mà. Giọng con này nè. Trời đất ơi, con quỷ. Cha già này nó về hồi nào nó không có la lên rồi là hết hồn hết vía luôn à. Giống quỷ rỉa sợi luôn nè. Đi qua nhà người ta rồi, chuẩn bị lắm cưới giùm cho người ta đó. Cho thằng nhà papi á, chuẩn bị lắm cưới hết chia. Rồi à. À, giờ người ta đang là rần rần bởi mày sắp nhỏ nó uống rượu uống rồi nó la sầm tao mệt tao về cho rồi. Vậy hả? Vậy là dứt dâu rồi ha. Vậy coi dâu lẹp bằng ngọ không? Người ta rước dâu chứ người ta đâu rước hà bá. Lẹp bằng bà về chắc ông già chồng chết trước. Đừng có nói như vậy nha. Xấu lo, xấu lèm, xấu em, xấu chị nha. Ở với tôi mấy chục năm mà ông chê tôi là cũng như ông chê ông về. Nhìn kỹ lại mình đi. Bởi lại hà bá bên bển cũng tự âm binh nè. Nói thiệt cái chặt chém vợ chồng rồi nó chặt thấy ghê luôn à. Nói nghe nè, vô pha tôi bình trà coi, uống trà ở bên kia uống là lạc miệng quá, bà pha ngon hơn. Bà làm gì bà thọc thọc con chim vậy? Chơi chim. Thôi mua con chim về lấy chơi chứ làm gì. Nói nghe nè. Cái gì? Không nghe hả? Đây nè. Cái gì? Đi vô pha giùm tôi một bình trà, uống trà bên nhà thằng Phi á. Cái nước trà nó pha lạc lạc khó uống quá. Uống trà bà pha trà thơm nó mấy chục năm nay quen rồi. Đây đây. Tôi nói vậy, hà bá nó có cái giá của hà bá. Cuối cùng cũng qua về đây kêu tôi pha trà. Tôi không có pha trà, lị giỏng không có ngon á, lị thấy không? Lị cãi cãi không hà. Đây đi. Ê, đóng cái cửa lồng chim lại. Đóng cái cửa lồng lại kìa. Ông ngồi gần hơn sao ông lắng lì. Sai người ta. Đi phe chè. Nói nghe nè. Cái gì? Cái này bà đứng gần hơn tôi bà đóng đi. Ông gần hơn ông lóng lại đi. Bà là cái gì của tôi? Dạ của lì. Bà là vợ tôi, tại sao tôi nói bà không nghe hả? Tôi biểu bà đóng cái lồng chim thôi bà không đóng. Nếu có ai hàng xóm người ta thấy người ta cười trong mặt tôi, tại sao cái câu phu sướng phụ tỳ bà không còn nhớ gì hết là sao? Nhớ chứ. Trời đất ơi, sao mà không nhớ liệt? Phu sướng phụ tỳ có lẽ là phu muốn sướng à, phu muốn lấy cái gì phu lấy, phu muốn sướng cái gì phu sướng. Còn phụ là phụ có tỳ hay không là tỳ ý lẹ. Ta muốn hết cái trà ta làm, ta tỳ ý à. Ta muốn làm cái gì ta làm được không? Bây giờ tỳ ý của tôi là không có muốn lóng cái kĩa. Tỳ lóng liền. Cái sai sai cái chuyện gì cũng sai nghe là sao lắm đi. Bây giờ tôi nói bà đóng đi. Tôi không lóng. Bà đóng đi. Không lóng. Trời ơi. Chim. Trời đất ơi, nó bay mất tiêu mất kiểu à. Cục cân. Tôi bóp cổ bà. Hay vậy? Sao bóp cổ họ? Bà để con chim tôi nó bay rồi. Thì tại ông không chịu lóng cái cửa lồng lại rồi nó mới bay. Tôi nghỉ chơi với bà luôn. Trời đất ơi, ông làm như tôi phái chơi với ông lắm vậy. Tôi nói cho bà nghe nha. Cái gì nữa? Bà là người không có trách nhiệm. Làm gì không có trách nhiệm? Bây giờ tôi nói bà nè, con đấy. Chim là con chim của tôi. Nãy giờ tôi lo có lấy con chim đó của tôi. Cái lồng là cái lồng của bà. Tại lúc vậy, tôi có tiền mà. Tôi mua cái lồng tôi cho ông, cái lồng của tôi, còn con chim của ông. Thế bây giờ đó, chơi là hai đứa chơi chung, đúng không? Nãy giờ tôi lo có lấy ông chơi mình lâu lâu. Lúc ông tôi đâu có lấy cái gì, ông lấy không tôi có lấy được cái câu gì đâu. Thì bây giờ bà phải có trách nhiệm, cái lòng đó của bà phải đóng cái lòng bà lại chứ. Trời ơi, lại nói chuyện mắc kỳ ghê đó, tôi bỏ tiền ra rồi, lại bỏ cái công ở lấy cái lòng lại cũng không chịu lóng lại. Lúc ông, mà tôi không biết người nào chơi kỳ cục dễ sợ, mua cái lòng bự tốt bó luôn, mua con chim có chút treo. Bỏ vô lỏng lét luôn. Bà mua chứ ai mua? Thì bởi vậy không biết mua con chim gì hết trơn nó chạy à. Cái lồng này là phải nuôi con sáo nè. Bởi vậy Lị không có biết cái gì mà Lị không có chịu lắm cái cửa lồng mà Lị lần có lỗi thường hò. Bà đó nghe, bà càng ngày bà càng quá nè bà. Không mới quá lé Lị đâu, lỗi lặng là gì đâu. Ông hiếp quá trời luôn, chẳng lẽ giờ tôi phải dơi trâu. Dơi trâu là gì? Là tôi khóc nó dơi lẹ đó. Khóc đi.
hay á, bà khóc thấy gớm. Sao vậy? Bà khóc ghê lắm, cái mặt bà giống con hà mã lắm. Thì mỗi lần tôi khóc tôi đều có thông báo cho láng giềng biết là tôi sắp khóc. Mà mỗi lần thông báo xong là cũng có người té xỉu không biết tại sao. Hay à, sáng về ông có làm chuyện gì cho tôi chạy ra chưa á? Thì đúng, cái nhà này từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ tôi làm cái gì. Là tại vì sao? Tôi lo những chuyện lớn, còn vợ tôi phải lo những cái chuyện lặt vặt trong nhà. Hay, cái chuyện gì cũng lỗi lại đầu tôi chăng á? Tôi làm vợ chứ không phải làm mọi. Phục vụ ông quá trời rồi, từ sáng tới giờ ở nhà làm cái gì? Tắm cho chim ông, chăm sóc cho chim ông, cho con chim ông ăn. Ông về nhà không có khen tiếng nào, chửi xối xả, chửi quá trời, chửi làm sao chịu nổi. Con chim nó bay là tại lý á. Tại bà. Tại lý. Tại bà. Tại lý. Tại bà. Tại lý. Trời ơi, tụi bay ơi, quá có vợ chồng sáu cãi lộn nhau kìa. Trời ơi, chửi lên, chửi lên. Ông cửa lồng chim làm cái ghê. Ê, chửi đi. Chửi nó đi. Bà chửi đi. Tụi nhỏ con tôi chửi nó lên từ sao? Chứ tụi to quá hả? Thì không mấy ông lấy xương ông chửi nó lại coi, chửi nó đi. Thôi dẹp đi, còn mấy khúc xương để dành rồi sau này con nó hút cốt có cái để nó hút. Thôi khỏi chửi nó đi hết vậy. Trời ơi, có chửi thôi cũng đứng ra sảnh nạnh. Bà giờ chửi hoài cũng sướng thiệt á. Đẹp mặt bà chưa? Đẹp bà mặt ông lắm. Để cho hàng xóm lên giềng nó coi. Hai vợ chồng già rồi, bà ra bà đóng cái cửa lại cho tôi coi. Tôi không lắm, tôi không có mẻ, tôi không có lắm. Ê, ở súng rồi dũng rồi, hồi sáng tôi có mẻ ra. Tôi mẻ cái kẻ ra cho ông đi qua bên nhà người ta, ông ẻ bển ông chơi. Ông chỉ ẻ nhà, một mình tôi ẻ nhà buồn buồn chết luôn. Bà ông đi ra khỏi, bây giờ ông phải vô, ông phải lóng lại, tôi không có lóng. Bà mới nói là bà mở cửa đúng không? Đúng vậy. Bây giờ bà phải đóng. Ông ly chứ tôi đâu có ly, là ông lóng thì tôi không có lóng. Bà thú nhận bà mở cửa là bà phải đóng cửa. Tôi không có công nhận. Bà có công nhận? Tôi không có công nhận. Bà mới nói là bà mở cửa cho tôi ra thì bây giờ bà phải đóng lại. Không. Có. Không. Có. Mụ. Dạo. No. Chết. Bà không đóng không? Không đóng tôi đi ngủ. Trời lớp ơi, khè hoài. Ông tưởng bà lớp biết ngủ, bà lại không biết ngủ hả trời? Trời ơi, ngủ cho ông coi luôn á. Bà không đóng cửa ăn trộm nó vô, nó lấy hết đồ cho bà coi. Ông xẹ ông lóng đi. Con khỉ, đồ của bà chứ không phải đồ của tôi. Lò ở trong là lò của chung. Nó vô nó lấy là hai đứa không có lò mặt luôn, chứ không phải lò một mình tôi. Rồi. Ông ơi. Vậy. Ông ơi ông. Vậy. Như là có nghe có tiếng chân á làm như có anh trộm á ông ơi. Có anh trộm bà sợ bà ra bà đóng cửa đi. Thôi ông sợ ông lóng đi. Dẹp tôi không đóng. Tôi không có lóng luôn. Tôi bà đóng đi. Ông lóng đi. Bà đóng đi. Ông lóng đi. Xì xì xì. Hả? Có đóng cửa không? Chắc là không có lóng rồi. Cảm ơn. Bà kêu chữ trộm đi. Ông kêu lực chữ ăn là quất luôn chữ trộm đi. Thì phải chia ra, tôi kêu chữ ăn bà mới kêu chữ trộm. Thôi ông lỡ rồi ông kêu đi, lát hỏi ra rồi nó tôi kêu nữa ông kêu đi. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn bà kêu đi. Thôi lúc này có trộm mà tôi không tác biển nhau đâu. Đồ để ở đâu? Ở trong cái tủ á. Trong cái tủ? À. Cảm ơn. Cảm ơn liền. Ngu ngu ngu. Sao vậy? Tự nhiên đi khai đồ để đó chi? Quá trời ăn trộm mà phải là. Nhưng mà không sao. Sao? Cái gì vậy? Ăn trộm ơi, mày đã bị lừa. Tao để đồ ở dưới giường nè mày. Ngu ngu. Chạy lắm đây mày xỉ dưới giường nó lấy còn cái gì lấy nữa. Nó lẻ vô gầm giường à lại. Nó ngu dễ sợ nó lấy dễ lấy vô gầm giường à. Cảm ơn. Nó lấy à? Tấu chè. Tấu chè lấy. Ao ao. La đi. La đi. Bà la đi. La đó đi. La đi. La. Xì xì. Hả? Có la không? Chắc là không có vậy. Cảm ơn. Bắt. Gồng lên, gồng lên, gồng chuột lên.
bác, ông nói đi. Sao tôi ra cái búa mà bà không ra cái búa, bà ra cái đinh là chết. Ờ quên. Bà bắt cái đây. Bắt đi, bắt đi. Ông lấy đi. Bắt. Cô bắt không? Chắc là ông có bắt về. Sức đâu bắt. Đưa nó đi. Cho nó mượn hả? À. Cảm ơn. Ai vậy? Chạy mất kìa. Tại bà. Ai ông á? Tại bà. Tại ông không chịu la. Tại bà. Thế lại lấy giờ không chịu la lên bà la lên là ra chị chạy mất kìa mà mới la là sao? Cũng bà không. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi cũng không nói chuyện bà nữa. Tôi đi ngủ. Sao lạnh dữ vậy trời? Cái mền đâu cho nó mượn sao không lấy lại? Trời đất ơi, nó cướp cho nó mượn rồi làm sao lại? Chẳng gần chết luôn rồi, giờ làm sao ngủ đi? Tôi đi ngủ. Ông á, cái gì cũng nạnh tôi hết trơn á trời á. Đi ngủ hả? Bộ làm không dám ngủ hả? Ngủ lên. Lạnh quá bà ơi, cho tôi mượn cái mền da chút được không? Trời đất ơi, nãy giờ ổng ra là thông minh nhất luôn á. Trời bà nó đi, cho nó lạnh luôn đi. Sau này bỏ đừng có nạnh hẹ nhau nữa nha. Nhưng mà cái cô Kali mà cậu dạ nói... không, Kathy. Kathy. Dạ, Kathy, Kali là tiểu bang của Mỹ, cô này Kathy. Kathy. Ủa, bộ cô ta người dân tộc hả? Dạ không. Trời, dân tộc đâu. Trời ơi, Kathy. Của người Nùng. Người Nùng. Người Nùng không phải người dân tộc chứ người gì? Chứ người Kinh của người dân tộc vậy, dân tộc Kinh. Đó trời giám đốc ơi, bây giờ mình phân biệt là khu vực người ta ở thôi. Thôi chung hoạch câu quá, thôi người gì cũng được. Nhưng mà quan trọng là cái cô Kathy gì đó cậu nói đó, cô ta là không phải là diễn viên, đúng không? Rồi đưa vô đóng cái phim này, liệu cô ta có đóng được hay không? Trời, giám đốc lò quá. Có nhiều khi diễn viên đào tạo chính quy ra diễn đâu được đâu. Còn thua mấy cô 3 trong 1 này nữa. Ủa, cái gì? 3 trong 1? 3 trong 1 là sao? Đó vậy tôi mới nghe. Có dầu gội đầu 3 trong 1 chứ làm gì diễn viên mà 3 trong 1. Có tiền mở ra làm phim chứ không biết con mẹ gì. Nói cái gì? Cậu nói gì? Dạ không, em tâm sự riêng mình. Thấy trời buồn quá em buồn theo. Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu... Dạ không, em đang bị rối vì cái phim này. Em nói cho giám đốc nghe. Bây giờ cái gì cũng phải là 3 trong 1 hết. Kể cả diễn viên cũng phải là 3 trong 1. Tại sao gọi cô ta là diễn viên 301? Là tại vì cô ta vừa làm diễn viên điện ảnh nè, do vừa làm diễn viên kịch nói nè, vừa làm người mẫu nè, hoặc là ca sĩ nè. Nói chung là 3 trong 1. Vậy là cái cô diễn viên này của cậu là mấy chục trong 1. Hình như là cái gì cổ cũng làm được hết mà. Cái gì cổ cũng được, cái là cổ làm dở ẹt hết phải không? Không phải, nói nào ngay nói là lơm côn trong 1. Thôi, nhưng mày giỏi lắm á. Trời ơi, đạo diễn đừng thấy vậy mà đạo diễn chê nha. Là sao? Em nói cho nghe là nó đi hát, nhiều khi đi hát với tỉnh á. Trời ơi hả, người ta yêu cầu và cải lương nó quất luôn. Trời, hay vậy? Trời ơi hả, nó quất xong cầu cải lương hả, khán giả hò hét la ó rầm rầm. Hò hét rồi la ó luôn. Dạ. La ó vậy, xuống đi. Rêu. Đủ vô rồi, nhưng mà hay ý gì được. Trời ơi, vậy mình hay đó hả? Trời, tôi mệt cậu quá. Rồi bây giờ cô đưa cái cô ấy vô phim rồi đem ra khán giả chiếu, người ta cũng vỗ tay, ta hò hét, cái nó có cái cô này xuống đi rồi sao xuống được. Cái khâu này thì giám đốc yên tâm đi. Em nói thiệt giám đốc nghe, bây giờ coi phim ở trong rạp không ai vỗ tay hết trơn. Sao vậy? Không có nghe một tiếng hò hét, là toàn nghe mấy cái tiếng này không à. Tiếng gì? Ủa sao nghe quen rồi? Ngủ đi em. Cậu nói gì cậu nói được. Có nghĩa là cậu nói ý là cái phim tôi làm là vô rạp là khán giả coi để mà vậy đó hả? Bây giờ giám đốc đừng có quan tâm là người ta vô người ta có ngủ hay không. Nói chung người ta mua vé vô coi là được rồi. Còn cái chuyện người ta ngủ hay không, chuyện đó của người ta. Nhưng mà phim dở, khán giả người ta coi người ta không ngủ, người ta thức, người ta chửi. Họ chửi kệ người ta. Bây giờ người ta có miệng người ta chửi. Mình đâu có nghe đâu sợ. Mấy bà bán vé nghe không? Mình giám đốc mình ở ngay nhà mình đâu có nghe đâu. Đó không? Cái gì sao cậu cũng nói được á. Thôi rồi được rồi, cái vấn đề đó mình tính sao đi. Giờ quan trọng là cái phim này của tôi nè, cậu có cái độc chiêu gì cậu trình bày thử tôi nghe coi. Rất là nhiều độc chiêu, từ từ em sẽ sổ ra cho giám đốc coi. Nhưng cái quan trọng cái tựa đề phim cũng phải là 3 trong 1. Ủa cái gì tựa đề phim cũng 3 trong 1 là sao? Cậu nói tôi hiểu, cậu giải thích tôi nghe coi. Em nói giám đốc nghe, để quánh cái phần quảng cáo cho nó nặng á, là
giám đốc phải làm như vậy. Làm sao? Trước khi bắt đầu bấm máy, họp báo mình lấy một cái tên khác. Giai đoạn bắt đầu vô quay được nửa phim, mình đổi một cái tên khác. Và cái giai đoạn bắt đầu ra phim để chiếu, mình lấy một cái tên khác. Cái gì mình sẽ đổi tên phim? Mình phải làm cho người ta rối lên. Trời ơi, cái phim này nó kinh khủng vậy, sao nó hay quá, sao mà nó đổi liên tục. Hay, cậu nói tôi nghe cũng hay. Mà nãy giờ như cái phim mình đi, giờ hiểu không hiểu gì hết. Bây giờ cậu giải thích cụ thể. Bây giờ như cái phim mình mới bắt đầu vô đó, là mình sẽ lấy một cái tựa đề phim để họp báo, gọi là phim bình dân giả. Cái tựa bình dân thôi chứ gì? Không được. Thôi lấy chuyện tình của gái điên đi. Phim mình thí dụ chuyện là chuyện tình của gái điên. Rồi, là mình họp báo. Họp báo là cái tên đầu tiên. Bắt đầu vô giữa phim, mình quay được nửa phim rồi. Bắt đầu mình họp thêm một lần nữa. Mình đổi tựa. Đổi tựa gì? Là một là tựa dài thì dài. Hai là tựa ngắn thì ngắn. Ví dụ giờ tựa ngắn. Bây giờ lấy tựa ngắn là một từ điên đi. Trời ơi, ngắn vậy hả? Dạ. Ngắn đến độ hết còn độ nào ngắn hơn nữa. Không còn gì để ngắn hơn. Thử tưởng tiền chuyện tình cô gái điên giờ ngắn là còn chưa điên. Chưa điên không? Còn nếu dài hơn. Bây giờ dài sao? Nếu mà dài hơn là chuyện tình Kiều Mộng Loan trong đêm rừng tím. Hết chưa? Than. Thêm chữ than nữa. Dạ. Tím thì được rồi, còn thêm chữ than nữa. Tím nó không đủ buồn, mình thêm màu than vô tím than nó buồn hơn. Rồi ví dụ bây giờ giám đốc muốn thêm dài nữa là đá, than đá hay là đá granite đó. Ví dụ vậy đó, mình muốn thêm sao mình thêm. Trời ơi, nói cái tựa không tôi nghe tôi nhức đầu. Trời ơi, nghe cái tựa không là người ta muốn đi coi là chuyện tình Kiều Mộng Loan trong đêm rừng tím than đá granite. Trời ơi, muốn xỉu là em nghe em còn muốn xỉu mà. Thiếu cái chữ điên luôn ha. Cái đầu còn điên, cái giờ cậu qua tới cái tựa cuối bỏ chữ điên. Thôi, bây giờ nghe cái tựa không là tôi nghe là tôi thấy hấp ghê dẫn, rồi. Hấp dẫn gì ghê, thấy sợ luôn. Trời ơi, ghê như vậy đó. Ghê như vậy nó mới hấp dẫn, mà hấp dẫn là mình ăn hết khách. Ăn hết khách luôn. Ăn hết luôn. Thôi được rồi. Giờ cái ý kiến của cậu là tôi thấy nó cũng cũng lạ đó, mới á ha. Bây giờ cái đó mình bàn sao, mà quan trọng nè, giờ cái phim mình cậu tính mời ai làm đạo diễn? Đạo diễn cũng 3 trong 1. Gì? Đạo diễn 3 trong 1 là sao? Trời ơi, em nói cho giám đốc nghe. Tại sao em nói đạo diễn 3 trong 1? Là sao? Mình phải lựa một người vừa làm đạo diễn, vừa làm biên tập, vừa làm trợ lý. Đó, người trong một như vậy mình dễ làm việc, khỏi ý kiến ý cò nhiều. Nhìn là hiểu rồi. Dạ, còn nói sơ sơ là tôi hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là ý cậu muốn giờ là biên tập cũng cậu, trợ lý cũng cậu, rồi đạo diễn cũng cậu, đúng không? Lần đầu tiên anh thấy giám đốc thông minh. Nhớ vậy nãy giờ tôi ngu rồi. Cậu nên nhớ cậu đang lương của tôi ha. Cậu chỉ cần nói như đó là cậu đủ bị cắt lương rồi đó. Không phải, ý em nói là thôi giám đốc dồn hết cho em làm đi. Là sao? Vừa làm đạo diễn, vừa làm trợ lý, vừa làm biên tập 3 trong 1. Thấy chưa? Nhưng mình được không? Liệu phim của có ăn khách không? Rồi cậu làm vậy rồi thôi cũng được đi, bây giờ 3 trong 1 đi. Có nghĩa là biên tập, trợ lý, đạo diễn là cậu hết đó. Nhưng mà bù lại 3 trong 1 có nghĩa là làm 3 công việc nhưng mà lãnh đầu lương thôi ha. Cái này bảy, cái này là bảy. Sao bảy? Tức là em làm mỗi một phần hành á, một công việc á, và mỗi một phần hành á là em ăn 3 đầu lương, 3 cái 9 đầu lương. Trời ơi, ôi trời, cậu tính hồi sao cậu có lợi mình thiệt hại về bên công ty tôi là sao? Thay vì tôi muốn 3 người tôi trả có 3 đầu lương, giờ cậu gom lại hết cái con mình cậu lãnh 9 đầu là sao? Tên menu đỡ thì sao? Không lẽ gì biên tập của cậu, trợ lý của cậu, rồi đạo diễn cậu để hết vô vậy rồi sao tôi làm cái tựa đề phim nữa? Không cần. Nói chung là không cần để cái đó cho người ta. Ủa sao vậy? Tại vì vô là người ta coi phim, chỉ cần biết tựa đề phim, ngày sản xuất hết. Không cần để diễn viên của mẹ gì hết, không cần để đạo diễn là thằng nào á. Thấy à? Đó. Thấy lạ. Em nói cho giám đốc nghe, cái này nó mới ăn hết khách. Hết khách luôn. Đó là tại vì người ta vô, người ta coi mà người ta thắc mắc, trời ơi cái này hãng nào ta, trời ơi cái này con diễn viên nào, ai làm đạo diễn đây. Lần sau mình lên cái phim khác người ta sẽ tới, người ta coi rần rần, ăn hết khách. Cái này là gọi là gợi trí tò mò của khán giả. Hay, ý kiến này hay, tôi sẽ nghiên cứu lại. Dạ. Nhưng mà quan trọng cái này là cũng hơi khó ha. Dạ sao? Cái vấn đề mà nếu mà để cho cậu làm đạo diễn rồi hết luôn á, nhưng mà cái khâu phát hành thì sao?
phát hành cũng 3 trong 1. Nghe rụng rời nữa, sao cái gì cậu cũng 3 trong 1 đó là... Đó, một là chiếu những thành phố lớn. À. Hai là chiếu vào những ngày lễ lớn. À. Ba là chiếu những rạp lớn. Hay. Ăn hết khách. Ăn hết khách luôn. Ờ, nhưng mà nói như cậu thì nghe cũng tạm ổn, nhưng mà làm sao phải làm cho đạt cái hiệu quả cao nhất để có lợi về cho bên công ty là được rồi. Vậy cậu cho triển khai đi. Vậy là em triển khai. Triển khai làm liền. Chắc chắn là em sẽ triển khai. À. À, em nói cho đạo diễn nghe. Sao? Không phải là như những cái em ghi trong này đâu. À. Không. Ừ. Cái điều mà mình phải chắc chắn mình ăn luôn á, là khi mình chiếu ra là coi như là giám đốc sẽ được một cái mà như trong mơ. Là sao? Thứ nhất là tình đầy tim, thứ nhì là tiền đầy túi, và thứ ba là hào quang sẽ tỏa sáng. Đó cũng là 3 trong 1. Hay quá. Có nghĩa là sau khi 3 trong 1 rồi mình cũng sẽ khách ăn hết. Đấy, ăn hết khách. Kiếm gì kiếm cái quán nhỏ xíu vậy là sao? Ở trong cái kịch bản mấy cô đọc kỹ chưa hả? Ở trong cái kịch bản là đã ghi rất là rõ ràng cái cơ sở, ít nhất là phải như New World hay New York hả? Giai nam chính là giai Trần Xuân, người ta tổ chức cái sinh nhật cho Bạch Tiểu Yến hả, làm một cái sinh nhật thiệt là hoành tráng, đãi 100 khách, hiểu không? Là tại vì cái cô Bạch Tiểu Yến này là ngày xưa là bán bia ôm, Trần Xuân cứu ra hả? Rồi xong rồi mới đãi sinh nhật ở đó, rồi Kiều Mộng Lan mới xuất hiện đập phá đồ đạc. Đó đó đó, chính vì đập phá đồ đạc mà người ta không cho mình mướn anh. Sao vậy? Chứ mình đập xong rồi đâu có tiền đền. Giỡn hoài. Cô coi thường đoàn phim này quá. Đoàn phim này làm với một cái lực lượng hùng hậu, với một cái kinh phí hoành. Ờ, họ nghĩ cũng đúng. Đập rồi lấy con mẹ gì đền. Rồi sao vậy anh? Bây giờ sửa kịch bản này chút đi. Sửa kịch bản, sửa liền đi. Dạ dạ dạ, anh nói đi. Bây giờ sửa nè. Trần Xuân tổ chức sinh nhật cho Bạch Tiểu Yến ở một quán ăn sân vườn nhỏ xíu. Ghi vô. Dạ. Rồi Kiều Mộng Lan ghen tuông, tức là đập phá đồ đạc. Đập phá, phá luôn. Đập phá. Nhưng mà đập phá đồ đạc gì anh? Đập phá gồm những cái gì chi tiết để em cụ thể. Ví dụ như là một cái tủ rượu, 5 cái đèn chùm, hay là 200 chai bia ha. Rồi đập đi mở được. Đập như vậy cho ta mạt máu à? Đập 10 chai nước ngọt. Đập nhiêu đó là hoành tráng rồi. Ú, được nha, được á anh, được. Em thấy cái này ấn tượng á. Anh dự tải hơn giờ để kịch bản mình sửa đi. Sửa gì? Đại diện biết sao không? Bây giờ kêu là mướn khoảng 100 những nhân vật chúng mà em kiếm được có 10 thằng anh. Thôi giờ anh sửa kịch bản rồi, sẵn anh sửa xuống giùm đi. Sửa cái gì? Cái kịch bản này là Trần Xuân. Trần Xuân là tay con nhà giàu. Rồi 10 diễn viên đâu? Dạ, mấy đứa đó anh, nó ngồi chùm hổm á, mấy thằng đi thui đó hả? Dạ. Nghĩ sao hả? Hả? Trần Xuân là con nhà giàu. Mày lựa mấy thằng ôm nhồm ôm nhách và đem thui vậy đó, sao được? Trần Xuân là con nhà giàu mà mày lựa mấy mẹ ở đâu ra vậy? Thì ai biết đâu, em đi ngang chợ lớn em thấy mấy dân thất nghiệp nghèo, anh em kêu á, ui ui đóng phim không, cái nó chạy tới rồi. Dạ, rồi em đưa tới luôn. Hay quá ha. Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải đọc kỹ kịch bản. Dạ không được. Cái vai chính là con nhà giàu, dân ăn chơi, là sinh viên đàn đúng ăn chơi với tụi bạn công tử, nghĩ sao không? Hả? Kiếm mà thầy thiếu gì sinh viên ở trong trường, bây giờ người ta cần việc làm thiếu ói gì. Thôi anh ơi, trời ơi, nói thiệt với anh nha, mùa này là đang cái mùa thi sinh viên, nó nói thiệt á hả, nó làm nó cũng phải tiền anh chi, bậy quá ai làm. Cái xe ít quá, nói chung là cái xe là ít quá, người ta không có làm đó. Thôi vậy kêu tụi nó về hết đi. Bội em ra em kêu ý mỏng được anh ơi, kêu cũng phải trả tiền cho người ta chứ. Trả tiền thì không quay trả mẹ gì. Thôi đừng nói nha, đừng nói, em tự nhiên em đưa tiền cho người ta nha. Em nói thiệt với anh á, bữa nay là nội cái tiền mà em chi cho cái bộ đồ này, tóc tai em chuẩn bị sẵn là hết tiền của em. Đừng nói giống như mấy lần trước nha, hở gì không đủ tiền cái kêu tôi chi ra trả con trời. Bữa nay cũng lạ,
cũng vậy, ai rớt ra là tình liền. Nghĩ sao ạ? Dạ. Làm trợ lý của đạo diễn mà bận đồ quá đáng. Bà thì bận đồ giống vậy rồi đèn nó tập trung nó quánh vô đâu cho sáng hả? Dạ khỏi cần đèn, anh nó lấp lánh lắm rồi anh. Dạ anh biết sáng nó không cần đèn. Đừng nói tôi bà me dai nha. Bà canh người ta bỏ dai xong mà nhào vô bà chụp nha. Đó em định vậy đó anh. Mà lần này em me cao cao hơn, không có me dai thứ đâu nha. Em me sẵn cái dây chính. Thôi dẹp đi. Anh thấy đó không được anh dừng. Thôi, thôi đừng làm hư phim tôi hết. Bây giờ làm sao đây nè? Nhưng mà kêu tụi nó về đi. Thì về cũng phải giải quyết sao chứ. Không giải quyết mẹ gì hết, nói về đi mai quay. Ủa vậy mai quay thiệt hả anh? Không, bữa nay quay. Nhưng mà mình nói nó về đi, ngày mai quay thì mình quay xong bữa nay mình dọn đi rồi ngày mai nó tới không có, coi như không biết ai. Chứ nó không, nó đè đầu à, nó quánh rồi sao? Ờ mình nói láo phải không anh? Trời ơi em biết rồi, em biết rồi. Ngoài quay đi. Để đi. Con này đúng là 3 trong 1 này, dạ. Dâu rốt bền khó đào tạo. Thôi giờ về vấn đề đi anh. Bây giờ sửa kịch bản lại đi. Bây giờ là theo ý của tôi á, là Trần Sung vì có một buổi tiệc đặc biệt dành cho 2 người nên đưa Bạch Yến tới một quán ăn nhỏ xíu. Dạ. Đó, Mộng Lan đập phá. Đúng không? Dạ. Thơ mộng lãng mạn, hợp tình hợp cảnh. Đó. Nhưng mà bây giờ là tôi thông minh quá. Nhưng mà còn một chi tiết. Gì? Một chi tiết là Trần Sung đàn piano cho Bạch Yến nha. Mà piano nghĩ sao, cái quán bà lớn thì thả cái piano vô rồi nó nằm chỗ nào? Giờ không có piano mình lấy cái gì bây giờ? Mình thấy gì? Quất cây guitar đi. Trời ơi anh ơi, nhà giàu mà sao đánh guitar được, guitar thùng mà sao đánh được? Nhà giàu bộ không biết chơi guitar hả bà nội? Không lẽ gì nhà giàu giờ nó cầm cái đờn cò nó kéo hả? Giờ anh sửa lại. Sửa lại đi. Mà cái gì thùng cũng không có nữa. Ngay. Bây giờ kiếm ở đâu cái gì ở đâu, ngồi em ở đây. Ông dẹp, bỏ cái chuyện đó qua một bên. Bây giờ nói chung là cho Trần Sung hát karaoke đi. Vậy là Trần Sung hát karaoke cho Tiểu Yến nghe. Đúng rồi. Nhưng mà tóm lại ở đây cũng không có karaoke nữa. Không có, dẹp mẹ cho nó nín khỏi hát. Kịch bản mình nằm trong tay mình mà sao không biết, đưa thì mượn sửa cái này coi. Nhưng coi mà như ơi, là nói chung là hát không. Hát không là nó là chúng ta hát chúng ta nghe lãng mạn hơn. Nhưng mà tóm lại là cái bài hát là bài hát gì? Bài hát gì thì nói đi. Bài hát là để còn tính, em tính tiếp nè. Bài gì? Dĩ nhiên ra bài hẹp mười bơ đầy tu vô. Biết không? Cái gì vậy? Trời ơi con nào vậy? Con nào sáng hơn tôi vậy? Đâu có được. Tôi có da trắng mà. Con nào chạy ngang mặt tôi mà tóc vàng hơn tôi, sáng hơn tôi vậy đâu vậy? À, Cà Thi em tới rồi hả? Ngồi đây. Bực bội dễ sợ luôn vậy hà. Người chưa thấy mà cái miệng nghe xa. Ủa này phải cái ghế hả? Không. Ngồi đây. Cái gì vậy? Dạ. Em bực bội ghê vậy đó. Vậy? Cái con nào mà nó sáng hơn em, nó vàng hơn em, nó chạy lướt qua mặt em vậy? Con trợ lý đó. Trời ơi, trợ lý cái đâu phải má tôi đâu mà bận đồ hơn tôi. Ở đây tôi là số 1. Ai, mệt ghê, quay chưa? Má đâu chuẩn bị, tôi đứng dành tôi làm chi vậy mấy ba mấy mẹ? Em ơi. Dạ. Ngồi đi anh nói cho em nghe. Gì vậy nữa? Bây giờ đó kịch bản nó có sửa lại chút xíu. Sửa về chợ tôi sớm mơ là tôi dậy tôi chuẩn bị tôi đọc kịch bản hết trơn. 11 giờ sáng em dậy rồi đó anh. Không, nhưng mà kịch bản anh có sửa thì chị viết coi. Sửa gì? Kịch bản anh có sửa trời lại. Trời sáng tôi ghê luôn á, anh biết xong. Em đi ra đường, em chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi, 11 giờ là vậy em là mừng mặt rồi đó anh. Vậy đó mà nở lòng nào, trời ơi bầu xôn tôi gọi tới xối xả luôn á. Người ta mời em đi đâu qua bên cái gì tăng tăng đó anh. Cái gì tăng? Đi tăng hả? Dạ. Biểu diễn thời trang. Đó. Mà em có nhận lời, năm sau mới làm. Sao vậy? Trời ơi, biểu diễn thời trang mà nghĩ sao nó xúc phạm em. Giờ em ngắn quá, em hẹn năm sau đến kéo giờ rồi em đi làm luôn. À, bây giờ nè. Mà xui nữa, chưa kể xong chuyện cái đình bàn, kịch bản chút bàn đi. Cái chuyện quan trọng là tám với em chút cho em vui coi. Biết sao không? Trời ơi, ra cái tự nhiên cái mấy anh công an anh thổi em lại. Sợ hú hồn luôn á. Biết gọi là làm gì không? Làm gì? Xin chữ ký. Dạ. Thôi. Công an mà xin chữ ký thấy không? Thấy giỏi không? Dạ. Để ký đó. Ở trong sổ là ký trên áo. Ông có ký vô biên bản đóng phạt. Thì đó bởi vậy ổng nói em là đi xa hơi. Mà nhí nhảnh mở cửa sổ rồi xong thọ cái đầu vô em phẩy với anh vậy. Kẹt đường trơn trội luôn. Dịnh em lại phạt em. Đáng được. Vậy vừa. Rồi vậy về đó giờ bàn kịch bản đi. Bây giờ nói chung là tốt rồi. Thôi bây giờ em vô thay đồ đi rồi chuẩn bị diễn. Thay gì? Trời ơi em thay rồi nè anh. Sáng sớm làm kêu nhỏ người làm em nói, ủa sai được không, được không, mỗi thì được không, mới mua hết 7 triệu của anh, nội tiền thêm là 6,5 triệu và tiền giải 50. Không, áo thì đẹp nhưng mà đều có một cái là cái vai của em đóng là vai nhà nghèo, em không mặc này được. Ủa sao kịch bản không có nói tôi đóng vai nghèo ta? Trời ơi con, em nói cho đạo diễn nghe bả mà ra phim trường có đọc kịch bản rồi em chết liền tại chỗ. Trời ơi có rồi, nhìn lưng anh đừng buồn em nha, tại bữa trong hợp đồng là em có thấy nghèo, em chỉ đọc rõ có cái
chữ làm thấy chữ nghèo nhỏ 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 này nè. Em tưởng là nghèo cái vụ kia, mà nghèo vụ kia làm liền, em chơi liền. Nhưng mà đóng nhà nghèo là em có đóng nha. Em ghét nhất là đóng nhà nghèo xong rồi lội xuống tình xuống a rồi dơ dái bẩn thỉu, trời ơi có hôn cái giờ thúi đời lên luôn. Em có đóng nhà nghèo nha, đóng nhà giàu quá. Nhưng mà cái kịch bản là anh cần cái người nghèo đây nè, em coi đi nè, thấy không nè, đó kịch bản là cô gái nghèo. Giờ dạ, sao giờ tôi có đóng về nghèo á, tôi đóng về giàu, tôi đóng đóng rồi tôi về à? Từ từ coi đây nè, anh nói rồi đó nè, đây công tử giờ dạ, sao cái giàu mới đóng nha, nghèo không có đóng đâu á. Thì từ từ để anh bàn, có rối quá. Bây giờ đổi luôn đi. Đổi sao nói nghe coi lẹ. Đổi bây không? Giờ là coi như là hai cô gái giàu yêu một chàng trai. Ủa, nãy nhỏ người ở của em đọc kịch bản ở trên xe, em đâu có nghe hai cô gái nào giàu, ở cô gái kia là cô gái nào. Thì nói chung là hai cô, tức là một Bạch gì Tiểu Yến là đáng lý là nhà nghèo là em. Em nè, em nè. Thôi anh đặt đổi là em hát Tiểu Yến đi, lên lỡ bằng đồ đen rồi. Thì đó, bây giờ nhỏ kia đổi lại cũng được. Còn nhỏ kia là Kiều Mộng Lan. Ai đó? Người yêu nhà giàu. Đừng nói tôi nhỏ trợ lý, đừng ào đồ vàng thè tóc vàng chặt tôi nghe. Nó đóng đó. Trời ơi, anh mê nó hơn tôi hay sao vậy? Không có được, con nhỏ đóng mà tôi nghĩ tôi về. Sao? Cho về đi, xế mình có rồi đó. Cho về đi. Em nghĩ em về được không? Về được, tắm về cái được. Cái hợp đồng là em đã ký với đoàn phim rồi, thấy không? Không đóng là đền á. Cái gì vậy? Tôi ký với đoàn phim á là tôi đóng vai nhà giàu bận áo trên 6 triệu tôi mới đóng. Và nhất là cái cảnh này là tôi vô trong cái nhà hàng niu niu vậy, đồ quên bà đó là niu gì đó anh. Niu wow. Niu quơ. Ờ quơ wow gì cũng là nó đó. Tôi vô cái nhà hàng đó là tôi ăn uống lộng lẫy sung sướng. Bây giờ tôi vô gì cũng bán chút xíu vậy sao tôi chịu. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai á là phải bận đồ đẹp nha. Đó còn không chịu thì thôi tôi không có quay nữa nha. Nhưng mà người ta kiện em đó. Kiện đi, anh đi kiện đi. Bây giờ tôi thấy hả, diễn viên rồi kiện đoàn phim, rồi đoàn phim kiện diễn viên, rồi kiện nhà tổ chức kiện tùm lum kè la, không có ai rảnh đâu mà xử. Mà tới khi á mà anh biểu mà tôi đền được cho anh, lúc đó anh già anh chống gậy rồi còn chưa lấy được tiền của tôi nữa. Sao con nhỏ kia, sao mày không sửa cho đi? Không. Trời ơi con này chả treo dễ sợ, chưa có cái con thư ký nào mà nó chả treo cho con này. Quỷ. Vậy đây này, viết bản sửa lại cho chị coi. Có đạo diễn kêu thôi. Vậy là diễn viên không được. Trời, con mấy tán kìa. Ngồi xuống hết đi. Tôi nổi điên à. Bây giờ muốn đóng nhà giàu phải không? Đóng nhà giàu. Sửa lại đi. Không. Cái sửa kì lại trời. Đi. Tôi ký hay ra má tôi trời. Trời ơi em nói tiếng Việt mà không nghe hả? Biết chữ không không? Đưa cho anh mượn đi. Không. Nè tôi không biết nha. Nó không đóng hả? Nè, trời ơi tôi bể cái hợp đồng này về con vợ tôi ai nuôi. Tôi không biết nha. Tôi không quan tâm nội bộ của mấy người nha. Giờ tôi ra máy lạnh tôi nằm ở xe tôi đó. Rồi sửa đi. Cái nào đến giao vào bằng áo 6 triệu kêu tôi vô. Mấy đứa mở máy lạnh cho chị coi. Sửa kịch bản đây. Con này mà nó cao thêm cỡ chừng tấc nữa thôi nó giết mình là chết hết. Bà lùn mà bà chảnh vậy đó. Nhưng mà bây giờ em phải thông cảm. Em phải thông cảm cho anh. Bể cái hợp đồng này là anh chết. Em hiểu không? Không. Em không cần. Em không cần anh nói nữa. Anh ơi. Thôi tăng lương. Được chưa? Không. Rồi vậy cho em vai quần chúng nhỏ xíu được không? Được đó chàng đi. Bà nào cũng ham hố. Đưa đây coi. Rồi bây giờ là nói chung là Trần Sung. Dạ. Yêu Sung. Một lúc hai con nhà giàu. Được chưa? Rồi. Đó. Đây nè, Bạch Yếu Yếm này là rồi. Đó ngay chỗ rồi, đó rồi, đó. Rồi, sửa rồi, vô rồi, đi. Rồi. Đây. Rồi, em sửa. Nhưng mà theo cái kịch bản này á là Bạch Tiểu Yến vì nghèo mà phải đi làm bán bia ôm, làm gơ mà Trần Sung thương quá cô mang về cứu vớt cuộc đời. Và trở thành người đàn bà beautiful woman. Bây giờ đổi Trần Sung nghèo và lấy tiền đâu mà lo. Bây giờ mình đổi làm sao anh, kịch bản như thế nào đây? Để tự động não coi. Đổi lại Trần Sung nghèo đi. Trần Sung hai nghèo. Con kia giàu hết thì phải đổi thằng này nghèo. Nói chung là thằng này nghèo. Rồi làm chạy bàn trong quán bar. Rồi làm boy. Làm boy. Đó. Rồi được hai con nhà giàu tút lại. Rồi. Đó, thành handsome man. Handsome man. Ừ. À, quá đã không? Dạ nghe cũng được. Cái model nhà giàu mà chàng nhà giàu lấy nàng nhà nghèo là xưa rồi. Bây giờ mình đổi lại, hấp dẫn ly kỳ. Nàng giàu, chàng nghèo, tuyệt vời. Ok. Rồi em. Trời ơi, anh ơi, chết rồi. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, chết rồi anh ơi, nguy quá anh ơi. Không cái được, gì? Tiêu rồi. Trời ơi, biết sao không? Cái anh Vũ á, anh Vũ đóng vai Trần Sung là anh tới rồi anh. Mà còn hả, cái chị mà Ly Ly anh không có tới. Bà điện đi. Dạ em không điện. Sao điện đi, gọi cho người ta tới giờ rồi. À hiểu rồi, hay là bà cố tình bà không điện đặng bà nhào vô cái vai đó chứ gì. Dạ sẵn là em cho em làm luôn cho anh, em thích vai đó lắm á. Thấy chưa, thấy chưa. Trời ơi, trong cái đoàn phim này nó làm riết hồi tôi rối hết luôn mà. Quay chưa? Trời đất ơi, xe hết mới lạnh rồi đi nè. Xăng đang lên như cho mấy ba mấy má.
thấy chưa, nó hối rồi đó. Rồi bây giờ thì thôi sửa kịch bản đi, mới thôi anh sửa kịch bản đi anh, thôi cho em đóng luôn cho rồi. Trời, sửa hoài nát kịch bản rồi nè đạo diễn. Thôi kệ nó đi, sửa lại đi cho nó đóng đi. Ai đóng? Sửa cứ sửa. Ai đóng? Mày sửa đi. Mày cho mày đóng hả? Mày sửa hoài đi rồi ăn rồi mày cứ sửa hoài, cho ba mày vô đóng luôn đi. Thì... anh ba của em hả anh? Ôi được anh. Trời ơi, anh ba của em á, trời ổng á làm cái nghề mà đang lá dừa anh, để mình phơi bánh tráng đồ lên ở nhà mà đang thất nghiệp mà mê đúng phim đó mà, 3 trong 1 luôn. Vậy để em gọi điện liền cho anh ba của em lên đóng nha anh, được không ha? Vậy đi, quyết định vậy nha, em gọi liền. Biết em thấy diễn viên trong đây nổi tiếng không? Đang có cần người nữa không anh? Em gọi nguyên gia đình của em lên đóng luôn nha. Dạ, mời hết luôn đi. Dạ, gia đình em đang thất nghiệp ở dưới Bến Tre, anh kêu lên luôn nha. Dạ. Bây giờ thiệt cái đúng là thiệt nè. Alo. À, anh ba hả? Ừ. Đổi vai dạ cho ông rồi nè, lên đi. Luôn hả? Giờ đổi vai luôn hả? Ừ. Lên liền nha. Cái gì? Giờ ly cái cá xê hả? Không dám chi đâu đâu. Nghĩ sao vậy? Tôi bảy ông ba. Ừ. Không lên là tôi kêu người khác giờ á. Mình. Dạ xong rồi anh ba em lên liền. Đâu phải anh ruột mày. Cái này mày cò phải không? Mày cò diễn viên phải không mày? Mày có thêm cái nghề nào hồi nào vậy? Thì anh kiếm cơm thì cho em kiếm chút cháo chứ anh. Càng lúc càng quá đáng. Nói sao? Chịu nổi. Sao tôi ngồi hoài vậy trời? Trời ơi, xe đề xe đó em. Hết rồi trời, nhỏ này hả? Tránh ra coi. Tao đứng sát hơn tao vậy? Tránh ra. Anh, quay liền đi. Em ngồi trên xe mở máy lạnh hoài, hết xăng đang lên, nó quay lẹ đi mấy đơn mấy cưng. Ai biểu máy lạnh hả? Ngồi rồi cầm cái quạt đi cho đỡ tốn xăng. Trời đâu được anh, em ngồi sau mà. Thôi, sửa rồi. Sửa chưa? Rồi chuẩn bị máy quay nha. Chuẩn bị máy quay. Máy lẹ đi. Chưa có sửa được. Chắc chắn rồi. Bây giờ nghe nè, bây giờ tôi nói cho nghe, bây giờ sửa kịch bản lại là bây giờ Kiều Mộng Lan không phải là nữ nữa mà là nam. Úi kỳ vậy. Thế luôn đi. À mà không, dân hai phai đi. Đổi lại hai phai, yêu Trần Sung không được, tức giận đồ đạc, đập sau đó đi tự tử. Trời anh ơi, nhưng mà trong kịch bản là nói là bị ung thư chết mà. Đúng rồi, đáng lý là kịch bản đầu tiên là con Kiều Mộng Lan bị đụng xe chết. Còn dạ. Bạch Tiểu Yến là bị ung thư rồi cũng chết. Nhưng mà bây giờ tôi quyết định là cho hai con ung thư hết đi. Em phải ung thư đẹp nha, em phải ung thư máu trắng em mới chịu. Ung thư thường xấu lắm em mới chịu à. Nhưng bị ung thư của phim Hàn Quốc mà giờ nó lan tới Việt Nam luôn hả anh? Kệ mẹ đi, bây giờ cho hai con nó ung thư chết hết. Đó, rồi cái thằng Trần Sung đó mới ôm hai ổ cốt đem ra rải ngoài sông. Đó, rồi về buồn quá, ung thư chết luôn. Trời hay quá à, kịch bản này hay á, quay liền đi mơ là kèo quay lẹ, tôi chạy xô, chạy xô. Ủa sao mà mấy anh mấy chị ơi chết mà cũng chết 3 trong 1 nữa hả? Phim bây giờ là 3 trong 1 mà. Quay đi. Đúng rồi, giám đốc, ở đây phim không chiếu rồi. Giám đốc cứ yên tâm ngồi đây chờ kết quả tốt. Hay lắm, chúc mừng cậu. Điện thoại. Alo, dạ tôi giám đốc đây. Dạ tôi nghe. À, sao? À, vậy à? Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, dạ xin cảm ơn những lời chúc mừng chân thành đó. Dạ, dạ, dạ xin cảm ơn ạ. Dạ, dạ. Điện thoại tới chúc mừng á? Chúc mừng. thành công. Vậy là thành công rồi. Đó, cứ nhận, giám đốc cứ ngồi nhận điện thoại chúc mừng thôi. Đổi tay cho nó hơn. Dạ, anh từ, dạ, anh ơi, dạ, đang chửi à, dạ, anh chửi từ, dạ, anh chửi lẹ quá, tôi nghe không kịp, dạ. Dạ, cái lời hơi nặng, dạ, cảm ơn anh, hả? Anh mới coi được có nửa phim à? Dạ không, anh cứ xem tiếp, tới cái đoạn kết thì anh mới biết là cái bộ phim của tôi như thế nào, dạ, nó hay là cái chỗ đó nè, dạ, anh phải chịu khó, anh coi tiếp, dạ, xong, anh buồn ngủ, anh không coi nổi nè, dạ, cứ ráng nè. Dạ. Nó ráng rồi mình coi. Dạ. Ráng rồi sẽ vượt qua cơn buồn ngủ thôi. Dạ cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chửi kìa. Trời, tại sao vậy? Trời ơi. Tôi đã giao cho cậu làm mà cậu làm như thế nào? Giám đốc bình tĩnh đi. Mà khen thì ít, mà chửi thì nhiều là sao? Đâu có một người khen người chửi là bình quân rồi. Bình quân sao được? Người này chửi được thì người khác sẽ chửi nữa. Trời ơi, cái đó là tự trù mình là sao? Ngồi bình tĩnh đi, trời ơi chút xíu nữa nó có kết quả tốt về bây giờ. Tại sao giám đốc phải lo như vậy? Rồi cứ ngồi bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra hết. Mình đường đường chính chính rồi mà mình... Trời ơi yên tâm đi. Nè bây giờ đó đi làm cho tôi mấy việc vậy nè. Đó, bây giờ đó một ai làm giám đốc? Em lộn. Lộn, đừng làm em rối quá. Bây giờ giám đốc cứ vô ngồi đi. Trời ơi em là đạo diễn, em chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái phim này mà. Yên tâm đi, trời ơi. Xin mời xin. Trời ơi, đạo diễn ơi, là diễn xíu rồi đi.
có tin rồi, có tin rồi. Thấy chưa, em nói mà. Sao? Thư ký mà cười là có tin rồi. Có tin rồi hả? Dạ. Bằng Hà bán vé nhiều lắm không? Công chiếu hay là thành công hả? Em mấy cái đó anh đâu có biết đâu. Ủa chứ, nhưng nãy có tin gì? Báo ra rồi. Báo ra. Báo ra phim của mình. Đọc đi. Rồi để đọc nha. Dạ. Để đọc. Bộ phim Người Điên Trong Rừng Lá Tím Than. Đó, đó, đó. Quan trọng cái chữ than. Một sản phẩm độc đáo của nền điện ảnh nước nhà. Oscar đầu tiên Việt Nam năm nay nằm trong tầm tay. Oscar, quan trọng là cái Oscar đó. Chúc mừng, chúc mừng. Nè, nè, đạo diễn, chúc mừng. Rồi, dạ. Tiếp. Một bộ phim gây ấn tượng cực kỳ. Nhiều khán giả khi bước ra khỏi rạp vẫn còn ngẩn ngơ vì tiếc. Tiếc là chắc là tiếc phim ngắn quá. Không phải. Tiếc là mình ít cảnh nóng quá. Không phải luôn. Hay là tiếc cái rạp nhỏ quá. Không phải. Tức là tiếc là vé ít quá. Đó, vậy đó. Hả? Đúng không? Đúng không? Không phải. Tiếc cái gì? Tiếc tiền. Đúng rồi, tiền ăn tiếc. Ủa, tiếc cái gì? Tiếc tiền là tiếc sao? Người ta bỏ tiền ra, người ta mua cái vé đó mà ta coi xong ta không có hiểu, không có gì để đáng coi hết đó. Trời, phim mình làm sao? Vậy mà nói chuyện không đáng coi. Tại sao lại không đáng coi? Người ta nói hả, bộ phim Trong Rừng Lá Tím Than này á, sự kết hợp của 3 trong 1 nè. Thứ nhất là chất dở hơi của phim Hàn Quốc. Thứ hai nè, lãng nhách của phim Hồng Kông. Còn cái thứ ba là bạo lực máu me của Mỹ. Đó, ý của em quánh là quánh vô 3 điểm đó. Tại sao em quánh vô cái 3 cái điểm đó? Là tại vì nó có lý do. Sao? Tại sao phim Hàn Quốc dở hơi mà đêm nào người ta cũng mở người ta coi? Tại sao phim Hồng Kông nó vô duyên mà người ta cũng coi? Tại sao phim Mỹ nó bạo lực người ta cũng coi? Mình hốt 3 cái coi đó lại, mình dồn thành cái phim của mình. Vậy là quá thành công rồi. Nhưng mà quan trọng là mấy cái này nó quá lát. Mình đã đưa tiền đàng hoàng, tại sao lại đăng như vậy, đúng không? Rồi, vì phản phé rồi. Thôi nhưng không quan trọng cái vấn đề mà đăng hay không đăng. Bây giờ cái quan trọng một cái điều á, là mình phải biết cái lượng khán giả đến với mình như thế nào. Em bảo đảm với giám đốc hả, giờ này hả, người ta chen chúc nhau quýnh lộn để giành từng chiếc vé. Mỗi người cầm trên tay một chiếc vé, mỗi người từ từ bước vô rạp giành giật chen chúc đạp lên ngang vô. Cậu đang chuyển qua làm phim khoa học diễn tưởng. Cậu nghĩ sao thời buổi bây giờ, thời buổi văn minh, lịch sự hiện đại vậy, người ta còn chen lấn, người ta đánh nhau đi, người ta mà mua vé. Không phải, bây giờ cậu tự hình dung. Ngoài ra, người ta đang xếp hàng. Ôi, những con người thật là dễ thương, xếp hàng từng hàng một, hàng một, hàng một. Như là rồng rắn lên mây đó, có xem cái rồng rắn lên mây chưa? Hồi nhỏ có chơi đó không? Đó, nó cứ tưởng tượng đi, mỗi người cầm trên tay một chiếc vé, từ từ bước vào rạp thưởng thức cái phim của mình. Wow, đó, đúng rồi, là thấy thành công rồi. Thôi nhưng mà điều quan trọng, cậu là gì? Cậu là đạo diễn chính của bộ phim này, đúng không? Mà tại sao giờ cậu còn ngồi đây? Cậu phải ra ngoài, cậu xem bây giờ thực tế ở ngoài phòng vé như thế nào. Buổi công chiếu ngày hôm nay như ra sao? Hả? Em làm việc cũng 3 trong 1. Là sao? Một người điều khiển 3 người đi. Hay vậy? Đó, trời ơi, yên tâm đi, lát nữa hả, là có trợ lý của em á, về nó báo cáo tình hình hết à. Tụi đang sốt ruột mà còn chờ, em cũng sốt ruột hơn. Dạ ơi, đạo diễn ơi. Trợ lý về, trợ lý về. Tin mừng về tới rồi. Cô cứ từ từ, bình tĩnh. Có kết quả nè. Nói tôi nghe, sao rồi? Thành công phải không? 3 trong 1 3 trong 1 3 rạp đều đông như nhau là... Đúng vậy không? 3 rạp lớn cùng chiếu. Đúng rồi. Mà khán giả gom lại có 1 hàng ghế. 3 trong 1 3 rạp lớn mình gom lại được có 1 hàng ghế. 3 trong 1 3 trong 1 hay là 3 trên 1 Cái này là nó ăn hết khách nè. Không phải nè, không phải ăn hết khách đâu, mà bây giờ là 3 đứa hốt ăn cho hết. Ba, cái tượng đó là tượng gì vậy ba? Tượng má con, cái tượng gì? Không phải, sau lưng má. Sau lưng má con hả? Dạ. À, cái tượng đó hả? Cái gì? Dạ, tượng ông Trần Quốc Tuấn. Ở đây. Đi xuống. Biết thì thưa tốt, không biết thì dựa cậu mà nghe. Dạy tầm bậy tầm bạ cho con là không có được, biết chưa? Con à. Dạ. Con biết cái tượng đó là tượng gì không? Dạ không. Nè, con phải nhớ nha, đây là kiến thức lịch sử, thấy không? Dạ. Ba dạy cho con là con phải in vô trong đầu con. Con phải nhớ suốt đời, sau này con lớn con già con cũng phải nhớ. Đây là tượng ông Trần Hưng Đạo, một danh tướng của đời Trần. Ba, ông Trần Hưng Đạo này A hay là B ba? Ông Trần Hưng Đạo này A hay là B ba? Cứng họng mà phải không? Làm gì cứng họng?
ông này chắc chắn là ông A, thấy không? Còn ông Trần Hưng Đạo kia là ông B. Ông B á là tên giống nhưng mà quốc tịch của ổng là quần người Tàu, thành ra mới đặt tên cho đường Trần Hưng Đạo B là ở trong khu người Hoa. Con hiểu chưa? Dạ hiểu. A là Việt, B là Tàu, hiểu chưa? Thôi dạ. Mà Trần Hưng Đạo hay là Trần Quốc Tuấn thì cũng là một. Trời ơi Trần ơi, sao dạy con cái kiểu gì kỳ vậy? Sao vậy? Hả? Ai nói với bà là Trần Quốc Tuấn với Trần Hưng Đạo là một? Trần Quốc Tuấn là cha của Trần Quốc Toản, vị anh hùng thiếu niên đã bóp nát hai cái trái cam ở trong hội nghị Viên Hồng. Một trái à? Ông nói thêm quá. Bóp nát một trái cam trong hội nghị Viên Hồng. Con à? Dạ. Con là người Việt, phải am hiểu lịch sử người Việt, nhớ nha con. Nhớ không? Sử của mình chán lắm mà. Trời ơi. Con thích coi sử của Trung Quốc à. Trời có ơi. Nhiều bộ phim hay, coi cũng dễ tè luôn á. Trời ơi, phim Trung Quốc mà cái phim sử mà Võ Tắc Thiên nó. Đúng á. Trời ơi, hai mẹ con coi mê luôn, cái mặt mà nó ác mà tao nói ác mà. Ác mà trời ơi. Ác bằng cái mặt bà. Trời ác đó hả? Ừ. Tại trước sau cho ý kiến. Cái này đó. Ê! Ác chưa? Trời ơi, ác hơn bả luôn á. Con hay gì? Còn phim Khang Hy Di Hành nữa. Trời ơi, phim nó vui. Vui ơi là vui luôn. Ông vua bắt con tôi coi. Tài giỏi ghê luôn. Ba nước mình có ông vua nào tài giỏi dữ giống như ông vua đó không? Ăn vui để tao cười chút xíu nữa. Nhớ cái phim à. Bà ông nói nè, bà nói không, bà nói không, nến. Bà nói không. Nến, à? Đang vui mà không thấy cười quá. Vui cái gì? Con nó hỏi kìa. Con muốn hỏi ba gì con? Dạ. Ở nước mình á có ông vua nào giỏi như ông vua đó không ba? Trời ơi, bao la nhiều lắm con. Nhiều nước lắm. Mình á nhiều vua tài giỏi lắm nhưng mà tại vì người ta chưa làm phim về mấy ổng thôi. Nè bà nói cho con nghe nè ha. Thí dụ như là vua Hùng nè. Đó rồi thí dụ như là có ông vua Lý Thế Dân. Trời ơi ông tài. Khoan, để lao chút đỉnh đi hỏi. Lý Thế Dân nghe tên quen quen con ha. Dạ. Làm như là phim này của ông Công á. Đúng rồi. Công không có. Lý Thế Dân là vua của nước mình. Ông này ổng cao cường lắm, ổng tài nghệ lắm kìa. Nè, sắp tới người ta làm phim về ổng đó con. Ủa? Ba giỏi thiệt á, chuyện gì ba cũng biết hết trơn. Hỏi mẹ ba mà nhiều chuyện nhất sớm à. Trời. Con, có con mà sao nói kỳ cục vậy? Xin lỗi ba con giỏi lắm á. Con qua đây ba biểu. Dạ. Nè ơi, cục cưng của ba. Nè, mai mốt nha, con lớn lên nhất định con phải tài giỏi hơn ba. Đúng rồi. Dạ. Chưa? Cái gì cũng phải biết nghe chưa? Dạ. Phải nghe chuyện gì là con phải thu vô đây rồi con đi phát cho mọi người nghe. Dạ. Anh hỏi con cái nó thích làm gì? Con trai. Dạ. Con trai cưng của ba. Con lớn lên sau này con thích làm gì hả con? Con muốn đi tu. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, con nghĩ sao vậy? Hư lắm nha. Trời đất ơi. Nè. Tội lỗi. Trời ơi, cái gì mà tội lỗi con? Con sao vậy? Trời ơi, tự nhiên con đòi đi tu là sao? Con coi phim, thấy mấy ông hòa thượng trong Thiếu Lâm á, ông nào cũng võ nghệ cao cường. Có mẹ con à. Ơi, hay quá. Hay, tôi giả bạn giờ. Hay cái gì mà hay? Con à con, thiếu gì công ăn chuyện làm mà con đòi đi tu con? Con có biết không? Dòng họ gia đình mình chỉ có mình con đó đó con. Đúng rồi con. Con mà đi tu nữa là thôi rồi, hiểu luôn á. Cả một cây mà có một trái, mà cả một trái có một cái nụ chút ác cho con đó. Đó, bởi vậy không có đi tu con. Con làm ngày khác đi. Bây giờ vậy nè, bây giờ bà tính vậy nha con. Nửa lớn á cái ai nói cho nó ước mơ thích cái gì? Con thích gì? Con thích con làm ca sĩ thôi không? Đó. Trời ơi, con nó có khiếu cà lắm ông ơi. Tôi nói học bài đưa cho nó mà 3 ngày trời nó không thuộc bài đó. Hay. Mà tôi karaoke kế bên nó thôi, 2 phút sau nó giật piano nó ca xối xả. Hay quá, ca xối xả. Hay quá. Làm ca sĩ tốn tiền nhiều lắm, biết chưa? Làm ca sĩ nè, nào là phải đầu tư tiền lăng xê quảng cáo làm đủ trò hết trơn rồi. Còn phải mướn người đi theo ủng hộ vậy nè, hiểu không? Mệt lắm. Ba không có muốn con làm ca sĩ. Con lớn lên á, con... À, đứa là con trai của ba. Con ơi con. Giờ nè, ba tính vậy nha. Sau này con lớn lên, cái con đi lượm lá.
cứ thấy lá là lượm, thấy lá là lượm, hốt về cho một đống đó. Lá gì? Lá gì cũng được hết á, cứ lượm con. Tại vì lá, trong lá nó có chất thuốc, con biết không? Con phơi khô xong con sắc, cái người ta tới người ta khám bệnh, cái con coi chỉ tay chỉ chân, cái con trị bệnh cho người ta, con hốt thuốc, con bấm huyệt vậy nè con. Lúc đó con á, con sẽ là thần y. Trời ơi, người ta kéo tới ồn, con ngồi một chỗ con hốt tiền. Hay, ông nghĩ sao vậy hả? Hả? Dạy con kỳ cục vậy hả? Nói cho ông biết rồi chưa? Phải chi á mà con mình ông kêu nó đi học ngành y, nó học bác sĩ, nó có bằng, có cấp, thì tôi nói làm gì? Tự nhiên kêu con đi lấy bác cái lá từ bậy từ bạ, sắc nha, đúng không con? Đúng không? Làm vậy là bậy đó. Lúc đó cũng sẽ ngồi một chỗ nha, và cũng sẽ ùng kéo tới, mà không phải là cấp mà công an ùng kéo tới là người ta hốt cồng. Trời ơi, ùng kéo tới mà hốt cồng chắc nhiều lắm đó bà. Nhiều sống nhiều. Gia đình mình chỉ cần ba cái là đủ rồi ba ơi. Trời ơi tôi chết rồi, thấy chưa tự nhiên nói vậy chi cho nó trù mình ba cái là tôi bà hai cái dành cho nó một cái đó chứ còn gì nữa. Trời ơi ông hay quá. Thấy mày mà làm ca sĩ đi không. Làm ca sĩ thấy nó thần sang y. Trọng thần y, nó mặc đồ đẹp không thần y, nó có gấu bông đừng có nói. Nó mà làm ca sĩ là không có ai tặng, có mình bà tặng à, tôi biết vậy đó. Bà sẽ mua 1,000 con gấu bông mà chia cho mọi người bà mướn ta tới tặng. Trời ơi, ông làm với con mình tôi ham hố danh vọng vậy. Còn ông tôi sẽ biết ông sẽ tự để một cái bụt lên xong tự leo lên đó, ông tự gào ca sĩ văn coi không bao giờ. Tôi thích nó làm thần y, tôi thích nó làm ca sĩ. Thần y sĩ, thần y sĩ, thần y sĩ, thần y sĩ, làm ca sĩ à. Làm ca sĩ á được đi hát ở bên nước ngoài á, được đăng hình trên báo nữa nè. Thôi con ơi là con ơi gì nguyện vọng con thích làm ca sĩ mà không có thần y gì. Ông tôi cười quá nè tôi nói cho bà biết nghe chưa. Làm ca sĩ á, người ta kêu là sướng ca vô loài. Ông nói gì mà nói được hả? Mà gặp ca sĩ á, hay gặp nghệ sĩ á, người ta kêu bằng thằng, bằng con không à. Còn gặp thần y người ta kêu bằng thầy. Muốn cái nào? Hả? Tại nó, tôi thích con tôi làm ca sĩ, nó thích gì làm đó, tôi là mẹ nó. Tôi mang nặng đẻ đau chính đó mà mẹ tôi muốn quyền. Tôi là cha nó. Phải không? Có quyền cái gì, tôi là cha nó, tôi muốn nó làm thần y. Tôi muốn làm ca sĩ. Ba muốn con làm thần ca sĩ. Đúng là mất tiêu rồi. Ca sĩ đi con. Trời ơi, ra đây đâu mà ra đây. Còn mình tôi mặt lời. Ba mặt lời gì? Còn cái hai mặt à. Mặt kia nó mất tiêu rồi. Cái mặt cam lè nó mất tiêu rồi. Mặt trời ơi. Hả? Gì? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Coi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hey, nói kìa. Trời ơi, con. Con ơi, con. Con ơi, đừng con ơi. Con đừng làm vậy con ơi, chết bà con ơi. Con ơi, con. Sao bà tỉnh bơ vậy? Nhìn ông giống quỷ quá. Chạy chạy lại đi ghê. Ê, tới bây giờ mới tới nó. Con ơi. Con ơi, bà năn nỉ con nha con. Con ơi con đừng nhảy xuống đó nha con. Trời ơi, con. Bà xin con, bà giang con thông cảm cho bà đi. Cây con trái, bà trái con nụ chút xíu như con đó con. Tại ông á, ai biểu ông cho làm ca sĩ làm chi? Ba má cả nhà quạng thấy nhức cái đầu quá, con ra đây, con không mát chơi gì đó. Con quyết định rồi, lớn lên con không đi tu, con cũng phải làm ca sĩ. Con biết hát nhiều bài lắm á, để con hát cho ba má nghe bài Vừng Trăng Khóc nha. Đã không còn người ơi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thôn nhớ, vì đâu xa xa đôi ta mau chia. Khoan, con, bà xin lỗi con nha con. Thì đang minh quản không lành. Giải lao một chút xíu đi, cho bà hỏi thăm một chút nha con nha. Con ơi con á là con nít, con phải hát nhạc thiếu nhi. Con tự nhiên con hát nhạc người lớn mà tình yêu được không rồi con? Thiệt à, ba má không biết thời buổi văn minh giờ nữa. Con nít mà hát nhạc thiếu nhi á là quá tầm thường rồi. Con nít mà hát nhạc của người lớn á mới là hỏng bụng. Ba năn nỉ con cứ đụng hàng đi con. Con đụng hàng giùm cho ba đi. Con là con nít, con phải hát nhạc thiếu nhi, nghe chưa? Con muốn hát gì con hát. Hãy cho tôi nụ cười ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống.
cho tôi một cơ hội, hãy cho tôi một giây phút thôi. Sống nó giống ca sĩ, còn bà giống con khỉ. Đi theo nó, lạc đường bây giờ đây nè. Con. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chuyển qua bên trái. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là đúng rồi. Chạy qua mặt nó. Chuyển qua cho thằng bên góc kia. Rồi chạy lên trời. Trời ơi, cái gì mà tái nó vô. Vô. Dạ trời ơi, từ nãy giờ. Trời, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, lên vô. Vô. Trời ơi, thiệt tình. Từ nãy giờ không vô vậy giờ đúng rồi. Chạy qua luôn. Cái thằng kia, trời đất ơi, nó chạy kiểu gì giống y như người ta đi chợ Sài Gòn vậy trời. Thảnh thơi ghê không? Vô, vô. Trời ơi, bị lấy banh nữa. Cái tụi này sao thiệt tình đó nghe. Đá như là như vậy. Làm gì ạ? Ông làm gì có một mình không? Ông gào mà con học bài không được là sao? Gào gì? Coi đá banh thì phải la, phải hét vậy lên mới được chứ. Coi đá banh mà ngồi im re vậy sao được? Giống y như là đưa cái micro mà không cho người ta hát vậy. Làm gì? Tới giờ tôi coi game show. Game show cái gì mà game show? Tôi đang coi đá banh mà làm gì vậy? Tới giờ tôi coi rồi. Nè, game show hoài, tối ngày bà cứ game show. Thích gì? Người ta trúng thưởng cái bộ bà trúng cho bà thích. Mỗi lần mà bà coi game show, người ta nói nước miếng nước mồ mà chả. Lưỡng lưỡi là chị xì đó, ta mới còn cái miếng chảy rồi kìa. Tôi thích coi game show vậy đó. Mà nó hay, đúng không? Còn có trúng thưởng, còn có đá banh có gì đâu mà hay. Tự nhiên 20-30 đàn ông đen hù, bận quần sọt chạy nhông. Tại vậy thôi còn phun nước miếng pèo gớp. Bởi vì ta nói không có biết cái gì gọi là thể dục thể thao á. Ta phải chứ, ta phải dành bao nhiêu, ta phải tái luôn. Ta chạy vậy, ta mệt, ta phải phun nước miếng chứ. Trời ơi. Chơi sao? Gớm gì mà gớm. Người ta đá không sao mà không nhảy nho như con dồi vậy. Trời ơi. Người như con nhái mà đập đá banh. Coi siêu thị mới đánh được rồi. Nè, tôi đang coi tự nhiên bà chuyển kênh vậy hả? Ông làm gì? Bà làm gì bà chuyển kênh? Tôi thích siêu thị may mắn. Ai cho bà chuyển kênh? Tôi có quyền. Làm gì có quyền? Hả? Tôi phải với tôi nói nghe. Thiệt tình nghe. Vợ gì đâu mà. Thiệt á. Vợ đem câu xấu vào đâu. Vậy? Mới có chuyển cái kênh TV thôi mà ông là câu xấu tôi hả? Ông á, đem ông đi ngâm Phật môn cho rồi. Để chuyển lãm nguyên cả cái thế đất nước này nè. Chỉ có một mình ông thôi là người ích kỷ với vợ nhất. Nè, bà ăn nói chuyện với tôi vậy đó hả? Ăn nói ngang ngược vậy hả? Bởi tôi nói ra đường thấy vợ người ta chết cái ham vậy. Rồi về nhà vợ mình nó cho ăn ra muốn không mà nó mạnh là cái gì vậy đó. Ông nói tôi vậy được hả? Ông nói trước cho ông biết nha. Nói gì? Ông chùi tôi chết phải không? Ừ. Trước khi chết tôi phải ăn chơi để tôi biết mùi đời nó như thế nào. Trời. Nghe chưa? Trời ơi. Báo cho ông biết trước. Ông mà chùi tôi chết hả? Tôi sẽ tự rờ túi mình lại ha. Làm tóc làm người lại ha. Tôi rờ túi tôi lại. Lúc đó tôi sẽ ra đường cái chăm thằng nó theo tôi. Hiểu chưa? Trời ơi, có ma mà nó theo quá ở đó. Trời ơi, thằng nào mắt bù lệch ăn nó mới đi theo bà. Đám mà mắt bị bù lệch ăn á cũng có ông. Ngày xưa ông đeo theo tôi, ông nhớ kỹ nghe chưa? Hồi xưa bà khác ha. Hồi xưa chứ bà dễ thương chứ không phải như bây giờ. Hồi xưa hả? Bà nhớ lại đi. Hồi xưa hả? Mình cua bà ha. Mình đi sau lưng bà đi gì nè? Đi gì nè? Bà không dám đi, bà sợ chân bà đau hay gì á. Rồi hỏi bà chứ, nhà em đâu vậy? Kìa, nói rất là nhỏ nhẹ. Cưới bà về sao bà đi vậy không nè? Mỗi lần nói chuyện bà la này nè. La nào? Tôi la nào? Bà không la hả? Tôi không có la. Mà tôi không có gây lộn với ông. Tôi không có nói chuyện ngày xưa với ông. Ngày tôi nói cho ông biết tôi sẽ tự rờ trước tôi lại. Tôi sẽ nói cho ông biết nha. Tôi bước ra khỏi đường, khỏi nhà nào thôi chứ khỏi đường nữa. Bước ra khỏi căn nhà 100 thằng nó sẽ theo tôi. Rồi đây tôi sẽ cho biết con vợ của ông nó sẽ được nhiều người theo như thế nào. Nó sẽ nhẹ nhàng như thế nào. Nó sẽ tùy mẹ như thế nào. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, bà giống quỷ sao? Ôi kìa, siêu thị may mắn mà bà đi rè lẹ lên. Trời ơi, đi gì chậm dữ vậy bà? Nè. Bà ra đường đi, 100 thằng nó theo nó hốt bà. Hốt đem về biên hòa. Thấy không? Nó tưởng bà điên á. Thấy không? Rõ ràng không? Tôi nói bà nghe nha. Con đang học bài nha. Bà lớn tiếng là bà coi chừng tôi nha. Nghe chưa? Trời ơi. Tức không trời. Bà im lặng, con nó học bài. Con. Dạ. Nó học bài rồi hả? Dạ chưa. Chưa sao ngồi đây?
con la làng chói lói quá con học cũng được phải không con? Nói bậy không? Không phải. Bài khó quá con học không có được. Bài khó quá hả con? Đem bài qua đây ba má chỉ cho. Ba má đang cãi nhau mà. Không. Vì cái sự học hành của con. Đúng. Ba má sẽ quyết tâm không có gây lộn nửa chữ cũng không gây. Vậy ha. Yeah. Không bao giờ mà hợp nhau được từ đầu tới cuối hết trơn. Nữa, ba má cãi nhau. Rồi. Thân mật lắm con. Rồi. Con ơi. Đâu? Con muốn hỏi gì nên nói coi. Ba cặp giò đều nhau quá ha, không ai hơn ai ha. Sao ngắn đều vậy? Công nhận á cả anh, bây giờ cái chương trình học nó khó dữ sao khó. Khó gì mà khó? Mới lớp 5 mà khó. Trời, thấy đâu có gì đâu khó. Trời ơi, khó sao mà không khó mới là lạ. Sao tôi hỏi không? Con ta mới học lớp 5 mà kêu cho một cái đề thi làm sao mà nó thi được? Cho một từ phản nghĩa với từ bà nội. Bà nội tôi còn không biết nữa chứ đừng nói chi con tôi. Trời đất ơi, cái từ phản nghĩa với cái từ bà nội mà không biết. Biết. Trời ơi, từ phản nghĩa của từ bà nội là bà ngoại. Vậy mà cũng không biết nữa à. Trời đất ơi, bởi vì tôi... Thôi, tránh ra chút xíu đi. Tôi hiểu rồi, giờ tôi hiểu rồi. Sao vậy? Tôi hiểu tại sao mà tôi với bà gây lộn hoài rồi. Tại sao? Là tại vì cái trình độ học vấn nó không có tương xứng với nhau. Nữa ba má cãi nhau hoài vậy? Con thân thương lắm con. Rồi giờ con muốn hỏi gì con hỏi đi con. Hỏi đi con. Hỏi dạ đi. Con của con bà. Con gọi là con gì vậy ba? Trời sao nó dễ quá vậy mà con không biết hả con? Dạ. Nè, không biết không? Biết sao không biết? Cái câu hỏi như vậy mà đưa vô cái trình độ của mấy đứa học sinh lớp 5 có phải là sỉ nhục tụi nó không? Vậy ợt à, ghi vô con. Dạ. Con của con bò là con tê. Dạ. Con tê. Ủa? Đúng không mà sao trả lời chắc ăn vậy? Chắc ăn trầm trầm luôn. Con của con bò là con tê. Rồi, ghi vô con bê đi con. Ừ. Đó, thấy không? Hay quá, không hay quá. Ừ, của tôi sao không hay? Nè. Còn một câu nữa ba. Câu nữa, câu gì con? Con trâu là có phải là loài động vật nhai lại không ba? Con trâu là loài động trời, sao vậy con? Sao vậy con? Trời ơi, buồn con quá à. Con chắc ba phải coi lại con học hành sao rồi con. Sao hả? Bà nghe nó hỏi không? Nó hỏi con trâu có phải là động vật nhai lại không? Ừ. Đâu phải. Ghi vô. Con trâu là loài gặm nhấm. Ừ. Phải không? Phải. Tôi học kỹ lắm nha bà. Hồi nhỏ tôi học là 3 năm một lớp đó nha. Vậy làm sao mà ấy được. Đúng rồi, bởi vì lúc mà tôi gặp ông á, mặt ông nó vàng ngắt rồi á, mà mới học bộ tôi 9 à. Trời, tôi bước vô chẳng mà nhìn nguyên cái vàng học sinh với ông, tôi tưởng ông thầy giáo không á. Ông già quá chứ sao. Ủa, học kỹ như vậy nửa lớn khỏi học, bây giờ tôi khỏi học là thấy chưa? Thấy chưa? Phải không? Con. Nghe rồi. Ba còn một câu cuối cùng nữa. Hỏi. Gà vịt thuộc động vật gì? Gà vịt thuộc động vật gì? Chắc cái câu này nó dễ còn hơn ăn cơm nữa con. Nhớ biết. Ba dạy con một lần, con phải ghi nhớ suốt đời, tới già tới chết con cũng phải nhớ câu này nghe chưa? Gà vịt là động vật có cánh. Phải không ba? Mà sao không phải con? Hình như là con nhớ không có phải. Phải không? Phải. Gà vịt bạn thấy hả? Con không thấy hả? Con vịt với con gà có cánh không? Có cánh không? Con mình nó còn mơ hồ quá. Ba. Gì nữa? Ba diễn thử cho con mình nó coi con gà con vịt nó làm sao. Để mẹ diễn cho con. Nè nè. Quan trọng hai cái cánh nha ba. Nè bây giờ con gà nè. Gà hai cánh đâu? Con vịt đây, con vịt. Con vịt trước phải không? Vịt. Rồi vịt nè, đó đi nè. Hai cánh nè. Hai cánh nè đó. Đó con gà nè, gà nè. Mỗi đầu nó ăn lúa ăn tóc rồi đó con. Hiểu chưa? Con ghi vô đi. Gà vịt là động vật có cánh. Đúng rồi, ba không có dạy sai đâu. Ba chỉ con sai một lần rồi. Sai lần hồi nào? Bài toán đó. Bài toán nào? Cô chấm con có 1 điểm mà. Mà bài nào? Cô còn phê thêm vô nữa nè. Phê sao? Phê vậy nè, không được nhờ ba làm vịt. Nhục. Sao kỳ vậy ta? Sao mình vô lý hùng vậy ta? Mình học hay lắm, mình học giỏi lắm, toán mình giỏi lắm mà ta. Giỏi mà không? Cô nào phê kỳ cục vậy? Bài gì vậy con? Bài toán là sao ba quên rồi con? Trời ơi, 3/4 của 1 lít
là bao nhiêu? Nhiêu bữa trả lời nhiêu? 3 kiêu con đi vô là 3 xị. Đây đúng rồi. 1 lít là 4 xị, 3 phần 4 có phải là 3 xị không? Còn cái bà cô này bán sao vậy ta? Chắc tôi nghi bữa nào tôi cầm nguyên lít rượu tới á, tôi kêu bà Đông đi, bà Đông, bà ra đây bà Đông 3 phần 4 của 1 lít có phải là 3 xị không? Bà Đông nha, bây giờ bà Đông mà đúng vậy nha, là bà uống hết 1 cái lít này cho tôi nha. Trời ơi. Chứ sao? Bà Đông không hỏi, bà cứ đưa tôi uống hết mà thôi. Đó, bà coi kêu câu kìa, câu thật cô gì kì. Hả? Mệt quá. Nè. Mai đó là còn những bậc phụ huynh đúng mà quan tâm học sinh như đúng là ba con. Đúng. Cho nên cái nền mà giáo dục nó mới tiến bộ vậy đó con. Ờ. Chứ không phải là tiêu rồi. Tiêu rồi. 3 phần 4 là tiêu rồi. Đi vô. Đi vô cho ba. Thôi, bây giờ vậy nè. Có cánh. Động vô cánh. Động vô có cánh. Xong chưa? Xếp tập vô ngủ. Đi ngủ. Chưa mà. Còn nữa hả? Còn một môn kỹ thuật nữa. Kỹ thuật làm gì? Làm gì? Trang trí hình chữ nhật. Ha. Má con. Cái đó là má con giỏi. Số 1. Để cái này má con làm. Má nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Ơi. Sao vậy? Sao mà dậy nãy mày mới ghê mày? Thôi đó đó má. Cô kêu á. Thiêu. Thiêu hả? Thiêu. Thiêu gì? Thiêu gì con? Thiêu cái xương. Xương gì? Xương của ai? À, mũi xương cá. Đúng rồi. Tôi theo giùm nó vậy đó. Con nói á, má thiêu xương này là xương cá mạch, chứ không phải xương cá thuộc. Cô chấm con có 4 điểm mà. Nhục. Má của bạn con giỏi hơn được 8 điểm. Trời đất ơi, thấy chưa? Thiêu xương cá mà thiêu cá mập được chi? Tại sao bà không thiêu cá thiều như tôi nè, chồng bà nhỏ bà không thiêu, bà thiêu cá mập tôi khổ bà quá thiệt. Con bà vợ không biết làm ăn, không biết thiêu tùa gì trơn, trời bực bội trong lòng. Bực bội gì? Ngày xưa má thiệt tình là má đâu biết thiêu. Nhưng mà tại vì ở đó má cua ba con cho má giả bộ, thấy không? Ông Nhung con Hạch mới thiêu, ngồi thiêu vì con bướm để tặng ba con. Đưa con bướm cho ba con ngắm nửa ngày trời, ba con nói ông giật quý mà. Xong tôi bắn cái căng á, tôi chạy tôi la làng, tôi nói quỷ chứ quỷ. Má thiêu vậy là quá hay rồi, biết không? Cái xương cá có nhiều người nhìn thấy, xương cá nhỏ mà sao thấy, má thiêu nguyên cái xương cá mập để dễ nhìn thấy. Má còn có chủ ý. Con không kẹo má tô màu cho con đâu, con không kẹo. Thôi được rồi, ba biết rồi, thôi để ba làm trang trí cho con nha, nghe không? Dạ. Ba làm dữ hả? Làm quá à, nha, rồi. Vậy ba ký tên trong sổ liên lạc để ngày mai con lên nộp con. Trời ơi, nó dễ thương quá. Thằng con trai mình nó có cái gen của tôi hay sao? Gen không á? Đó nó học giỏi. Mèo ba. Ký tên vô đây. Mèo cái mèo về đuôi. Trời ơi, nó học giỏi lắm, tôi nói thiệt với bà nha. Con mình nó ngoan lắm. Đứa lớn thế nào nó cũng giỏi hơn tôi à. Rồi, sổ liên lạc đây. Học điểm Trời đất ơi. 2 điểm. 2 điểm rưỡi. 3 điểm. 1 điểm 3 phần 4. Trời ơi, 1 điểm 3 phần 4. Có 2 cái chứng dịch nữa. Trời ơi con. Mày học hành cái kiểu gì vậy? Trời ơi, học hành cái kiểu gì vậy? Hả? Không có gì. Hả? Học hành được đuôi mày ăn lớn xác như vậy nè. Mày khóc không? Không, tao giả mày chết vậy nè. Sai không? Học hành gì mà 2 3 điểm công vậy trời? Sai con làm đến 5 6 điểm được chứ bộ. Đây nè, nên cãi ba nữa hả? Mày cãi ba nữa hả? Đây nè. 2 điểm rưỡi nè. Đây nè, nè. 1 điểm 3 phần 4 nè. Ở đây 2 cái chứng dịch nè. Mày ăn hết đi. Ở đâu ra? Cái bài này là ba chỉ con không chứ bộ. Ba chỉ nè. Nè. Con nghe, con bỏ cái tật đổ thừa đó nghe. Học hành không giỏi mà đổ thừa cho ba hả? Ba làm ba chỉ rồi nào hả? Thiện á, ba không tin bây giờ hỏi cô đi. Hỏi sao? Ba con, cô còn nói vậy nữa nè. Nói sao? Ba em có được bình thường không? Trời ơi, cái câu này sao nặng dữ. Trời ơi, bà cô giáo, bà dám coi như là bôi bác phụ huynh học sinh, phải không? Ba bôi nhỏ con á thì có. Ba bôi nhỏ con cái gì? Bài tập làm răng, ba làm giùm con á. Cô giáo đứng giữa lớp đọc cho các bạn nghe. Mấy tụi bạn con còi bể bụng luôn á. Sao con đọc thử con má nghe con có bể bụng không con? Dạ. Ba tả gì nè. Tả sao? Mặt em tròn như trăng rằm 18. Miệng bồ câu. Mũi trái tim. Sao nữa? Mắt dọc dừa. Trời ơi. Con mắt vậy bà đẩy thành dọc dừa. Trời ơi. Có gì nữa? Con hình tròn
không? Đây. Cười gì cười? Tôi lấy hình ảnh của bà ra tôi tả đó bà nội. Nãy giờ là tôi tả bà đó. Ủa tôi ghê dữ vậy không? Bà giỏi quá ha. Bà giỏi từ đây về sau bà dạy nó đi. Từ đây sao á, chuyện học hành của con á là ba không có dính vô nữa. Bây giờ con trai của má, cục cưng của má nghe má nói. Con bây giờ phải lo lắng học hành cho ngon lành, càng giỏi lớn lên sau này con sẽ được nhờ, chứ không thôi sau này con sẽ như cha của con vậy đó. Trời đất ơi. Kiến thức thì lơm cơm ha, thầy không là thầy, thợ không là thợ ha, ông chẳng là ông mà thằng chẳng là thằng, chẳng có ra cái nào hết trơn á. Con phải học cho giỏi để sau này lo cho ba mẹ nghe không. Bây giờ chuyện học hành của con má lo. Nó không chịu đâu, cha con học mình còn sướng hơn. Nè con à, con coi coi rồi rồi hiểu luôn, hiểu không? Hiểu gì? Không hiểu hả? Có nghĩa là hai vợ chồng mình lớn đây nè, mà hồi nhỏ không học hành đàng hoàng, thấy không? Bây giờ còn thua đứa con nít nữa, thấy chưa? Thấy không? Con mình bây giờ nó muốn là nó tự học, tại vì hai đứa mình nó dạy tầm bậy tầm bạ không ạ? Thôi bây giờ tôi nói gì nè. Nói gì? Vợ chồng mình á, không có gây lộn nữa. Ông nhịn tôi 1 tiếng cũng đâu chết, mà tôi nhịn ông 1 tiếng cũng không có chết. Hai đứa mình lo những cái thời gian gây lộn đó, coi lại sách vở, bồi bổ thêm kiến thức để dạy cho nó. Để hôm hồi nữa nó lớn rồi mà nó học hơn mình một chút là vợ chồng mình mang nhục. Hiểu không? Đúng rồi. Nhất định nha. Nhất định nha. Không bao giờ gây lộn nữa. Không gây lộn nha. Dạy con nào. Tập trung lo cho con nha. Nhất định gì? Ok không? Ok. Ok. Yeah. 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 Chuyện hoài á. Minh. Má mày đâu hả? Đi chợ chứ đi đâu. Có cần ai lấy xe chở má mày đi không? Thôi khỏi. Chở tôi đi rồi ai coi nhà coi quán. Thì mình đóng cửa quán 15 phút mình về. Đóng cửa quán người ta thấy, người ta tưởng nay nghỉ, người ta không tới ăn sao? Ừ ha. Coi chúng tôi nghĩ gì chưa? Quán từ lúc mở là đưa ông Táo gì trời cho đến nay là rằm tháng giêng rồi, không thấy đồng lời nào hết trơn á. Lời nằm trong sổ á. Nằm trong sổ à? Ừ. Chừng nào cầm trên tay. Hả? Từ từ nó có tiền nó trả. Trong sổ tên chiếc mũ ông không à. Coi chúng tôi nghe chưa? Bội à. Nè. Khó quá. Đem cái này treo lên. Cái này treo trong. Không có phải treo trong, treo ngoài. Mà treo vậy nè. Thấy gì chưa? Đọc. Miễn thiếu. Ừ, nhớ á. Má mày sốc quá. Trời ơi, cái này treo kỳ chết luôn á. À, quỷ, quỷ, quỷ. Ủa, quỷ đâu? Ơi, con mày lại. Dạ say say. Trời ơi, chú sợ nhận ra con hả? Say đó hả? À, sao mặt mày ô quanh cho vậy? Biến dạng rồi hả? Trời ơi, sao ghê quá vậy? Sao vậy? Nó có lý do của nó, lát nữa tâm sự cho. Thôi bây giờ vô đây, vô đây, mày vô nhà đi. Má đâu? Má đi chợ rồi, mày vô nhà đi để hồi người ta thấy người ta xỉu hết á. Vô đây ngồi xuống đây kể tao nghe coi tại sao cái mặt mày nóng nổi như vậy. Hả? Sao vậy? Bị quánh. Cái điều này thiếu nợ dai có bị trúng đánh phải không? Không. Chứ ai đánh mày? Vợ con. Chuyện như hủ mày. Con vợ mày như con chuột, mày như con vô thì sao đánh mày được? Vậy mới là chuyện lạ đó. Ô, chuyện lạ sao mày kể tao nghe coi. Chú mau quên quá. Cách đây 2 ngày nè, chiến hữu mình ngồi nhậu quất cần câu luôn. Tao nhớ rồi, bữa đó đơ hết rồi. Hả? 4 giờ sáng lết về tới nhà. Trời ơi. Con vợ canh me con ngủ xỉn à. Lấy dây tới chối hai tay hai chân giống như là tứ mã phanh hay rồi. Nó leo lên bụng con, nó nhúng bao nhiêu nước rượu mà nó khói ra hả? Đã vậy nó chưa hả giận, lấy tay giọng mưng mặt ô van hết là vậy đó. Đông nổi gì đó hả? Ừ, có tay xin chịu chưa nổi. Con vợ bị dữ quá. Nó quánh xong cái sáng mai bắt đầu cho cuốn gói ra đường đi bụi đời luôn. Mày xạo quá mày ơi. Cái bụi đời gì mà ăn bẩn giống chị Kiều vậy? Bỏ áo con thùng sang vậy? Ở ngoài thấy cho lịch sự đó. Nè, nhưng mà tối ngủ tội nghiệp lắm. Đó. Về cho nó chắc ăn giống như khỏi chùm bền. Trời, cảnh mày thấy thảm quá, trời quá. Thôi được rồi, mày nói tao hiểu là câu chuyện cho tao hiểu rồi. Thôi giờ mày về đi nha. Về đi, để vợ mày đi chợ ngăn. Địa vô thấy, tưởng tao chứa chấp mày mất công rồi, nó liên lụy tới tao nữa. Rồi con vợ nó mất trước, nó đuổi tao ra đường. Lỡ mà vợ chú đuổi ra đường thì đi cặp với con, người ta tưởng là song hùng kỳ hiệp. Tao không dám song hùng kỳ hiệp với mẹ. Thôi mày về. Giờ chú đuổi con hả? Trời ơi, chứ giờ vợ chồng mày vậy đâu lẽ tao chứa chấp mày sao được? Bởi vì ông bậy sĩ nói đúng á, ông nói là chú là thiệt á. Không bao giờ mà chơi tối chiến hữu. Sống đâu? Ăn chung, nhậu chung, sống chết có nhau. Vậy mà chiến hữu gặp hoạn nạn tới đây đuổi về không biết tâm sự hết.
bởi vì ở trong nhóm nhậu nhẹt không bao giờ bầu chú lên được làm tổ trưởng là vậy. Bởi sự bởi vì ông già thấy không, bầu sống tốt vậy, bầu chú dở quá. Tao không hiểu, tao không biết sao chứ giờ tình cảnh mày về tao quẩy quá. Tao bây giờ mày buồn phải không? Buồn. Muốn kiếm người tâm sự phải không? Đúng. Thì tao hiểu rồi, trong thời gian ngồi đây đi. Tao vô làm hai ly phải đá, tao với mày uống. Thôi, đừng uống cà phê, uống rượu đi. Tại hả? Tao lại mày. Mày nghĩ sao mà 7-8 giờ sáng mày xúc miệng mà rượu vậy? Buồn buồn rồi. Cái gì? Tâm sự đưa cây làm dĩa là phỏng quặng con khô mực khô cái đuối cũng được. Cái gì mà nói cũng được. Tao rửa cái mặt mày vậy rồi cũng thôi. Đắp thuốc rồi chứ uống rượu cũng đồ. Uống vậy cho mau tan máu bầm. Bầm ổng nội thôi, máu bầm về mất công cũng dở mày, nó nhằn nhỏ nó liên lụy tới tao nữa. Uống trả tiền cho nợ đâu mà sao mà cứ cằn nhằn hoài hả? Đâu mà trả nói cái miệng không mà trời ơi, sổ đầy nghẹt trong đó toàn là tên quen không. Yên tâm, bữa nay nhậu xong là trả luôn từ lúc trong Tết ra đến đây luôn. Làm gì mà chỗ tiền mà trả? Trời, miễn có tiền trả được rồi. Ông bà ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi mà không biết hả? Chắc cũng không? Trả! Thiệt không? Bữa nay nhậu đàng hoàng uy tín cho một lít rượu. Ồ, con khô cái đú khô mật. Tao tạm tin mày đi, trời không có tiền mà chơi sang quá. Bây giờ nhậu phải không? Tao với mày nhậu thôi nha. Mày đừng có nói mà móc điện thoại mày kêu mày xỉn con bé nhà tới đây nha. Gọi chi cho tốn tiền? Đúng. Nó tới rồi kìa. Ừ. Trời ơi, 3-4 bữa mới gặp ha. Ngồi ngồi được ngồi đi chiến hữu. Trời ơi, cái nội này chết linh lắm rồi. Mới nhắc lên xuất hiện liền vậy. Trời ơi, nhắc cái gì chú? Con đi dùng với anh Sai nè. Đúng rồi. Mà cử vô trước thử coi chú mở quán chưa. Tụi con núp ngay đầu hẻm á. Thấy vô mà mở quán là nhào vô liền. Khách vô tôi mừng chứ mấy cha mấy mẹ tao tôi sợ. Nhậu thiếu không à. Tụi bay thiếu tụi bay ghi nợ là con vợ tao mới chửi tao. Đâu phải là không muốn trả chú đâu. Hôm bữa chú nhớ không? Nhậu xong là kêu chú tính tiền liền luôn á. Chú viết cái bill đưa con này đúng không? Ai trả đâu? Nhưng mà kẹt cái lúc đó bên lò banh nó gọi. Mỗi lần trước quán cho mấy chai chú. Còn thiếu nữa. Giờ không đưa nó dí con làm sao? Cứ thà chỗ quen biết chiến hữu mình thiếu tốt hơn. Đúng rồi, chú thông cảm tụi con đi. Mới mùng 1, 2, 3 Tết. Chặt hẻ một cái. Mất hết mười mấy chai luôn. Thì chừng nào có tiền thì tụi con trả. Tại bữa làm cái bồ cua tụi con thu quá chú. Hôm bữa đó ba đứa con đứng lên đi về á là không phải là chơi xấu chú đâu. Có nhắn nhủ lại anh Sai nè. Có gì tính trước cho chú rồi tụi con sẽ trả lại sao. Sao mày không trả đâu? Có. Tụi nó có nhắn. Rồi sao mày không trả? Định qua 4:30, 5 giờ lãnh tiền trả luôn. Làm gì lãnh? Đánh đề. Rồi có đề chúng rồi mới trả đâu á. Trời, biết linh lắm. Biết thằng Tí con mẫu không? Tí con mẫu? À, cái thằng bị xét đánh xém chết gì? Đó! Chính vì cái xém chết nó nói đầu trúng nó. Trời ơi, nó quấn cái thằng nhỏ thấy mà dễ thương, nó leo lên nó sửa anten thôi. Sẽ quấn cái ấm xuống một cái, nửa mà đen, nửa mà này trắng. Vậy mà nó sống được mới hay á. Nó phán cái con số rồi ra, người ta quấn con số ra trúng à. Nó cho mày không? Cho, dắt tụi con nhậu nhớ không? Đây nè, hồi bữa đi ngang qua là anh Say, khỏe quá Say. Là khỏe. Trời ơi, em sao rồi? Trắng lại bình thường chưa? Nó chưa. Nó nửa trắng, nửa đen tiếp. Nó nè, chỉ cho anh con số. Hỏi nó sao vậy? Anh biết ngã tư sớm chiếu phía trên không? Đó, chỗ đó mới bị tai nạn xe đụng. Linh lắm! Lập cái miếu rồi. Anh tên thấp nhang giải đi. Anh giải mà có chiếc xe ra là chạy ngang qua thôi thì anh đánh là trúng. Đánh gì? Đánh chiếc xe hả? Bản số, bản số. Mày! Gì đâu? Mày nhìn bản số xe quấn đâu? Chạy ngang qua, chậm xe lại, hỏi người lái xe bao nhiêu tuổi quấn là trúng. Chạy nghe thằng chạy mày hỏi không? Có chậm hỏi! Nhiều tuổi? Không phải một người, mà hai vợ chồng chở hai đứa con, 4 người lận. Cộng lại hết, 102 tuổi. Về quấn 102 chủ xỉu. Chủ tuổi? Ở quán xỉu chồng. Xỉu chủ? Trời cũng bao lô hết luôn. Tối tụt quần luôn. Mày máu mà đỏ đen tệ nạn quá trời quá đất. Không giờ nhậu phải không? Có tiền trả đang qua. Có không? Có. Đâu? Ơi, lúc nào cũng bị thiếu mà sao vậy? Có người mà ai đi ăn thiếu. À. Hai cậu có điện thoại. N70 đàng hoàng. Chơi liền. Mới giật của ai phải không? Bậy nữa, nghĩ xấu cho chiến hữu không à. Mặt mũi vậy đi giật điện thoại. Chứ đâu tụi bay có này. Cái này là thằng cháu ở thành phố nó xuống nó thăm. Rồi xong nó để quên, mình giữ giùm nó. Ủa chưa bán hả? Bán làm sao mà liên lạc chiến hữu nhậu được. Rồi, tụi bay đưa điện thoại tao cầm trước đi. Xin chi hả? Trời ơi, nhậu thiếu cái gì tao thấy nè, tao làm mừng chứ tao đưa cho bả. Khỏi. Sao khỏi? Cái mày ra nhậu đi. Tao đưa cầm cái cán trước đi. Dọn lên hỏi có người trả được đâu. Đưa điện thoại tao là không bán. Không bán không? Làm khó. Làm khó. Cho nghe thử biết liền. Nghe gì? Nghe đi. Trời ơi. Ủa? Mình tao mà nó chịu đâu có. Sao nó dùng
trời ơi, thằng nào nó chửi giống tao dễ sợ vậy. Thằng này nó gian nè, thằng này mất dạy nè. Thằng nào vậy? Mày á. Ủa đây mà không biết tao hả? Cái còn gì nữa. Ủa không chứ vậy? Thâu mới có người trả tiền nhậu. Ủa thâu mới là bằng chứng. Bằng chứng gì? Hả? Bây giờ nè, không dọn lên, không cho ăn nhậu. Đưa cái này cho Thiên Sòn. Đúng rồi. Tại được đứa đó là đứa thân thích luôn, quá chửi nó xấu xả luôn. Bây giờ muốn nhậu với mấy cha mấy mẹ. Rồi cũng đem mồi ra cho mấy cha mấy mẹ nhậu. Rồi nó về có tiền có cái kia. Gì vậy? Sai sai. Vì con vợ mày tới không sai? Ờ, vợ mày tới rồi sai. Mày có chở đàn tao đúng rồi. Tôi nào kiếm không? Ngủy, ngủy, bình tĩnh. Không có gì hết. Một mình thằng sai trốn được rồi. Hiếu của mình chồng tôi à ha. Ủa sao trống cái ghế này vậy? Vợ tao mới ngồi đi chợ á. Đúng rồi, còn ấm. Đúng. Ủa chú có thấy ông sai chồng con không vậy? Không. Trời ơi, từ ngày vụ đó tới giờ tao thấy nó tới quán tao, tao đủ nó đi liền. Vụ gì chú? Ở vụ mày đánh chồng mày đó. Trời ơi, sao chú biết hay quá vậy? Trời, mày quýnh nó cái nổi tiếng luôn. Mày banh nó ra như tướng mã banh thi. Rồi mày leo lên bụng nó, mày chơi thú nhúng. Mày nhúng, 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 mày đứng khình khì khì khì. Cái mã nó ô quan, trời ơi, mày quýnh nó dữ lắm hả? Không biết quýnh làm sao à. Chứ cái tay con vậy, bây giờ chưa lành nữa đó. Trời, mày quýnh nó, tay mày vậy hả? Dạ. Mày quýnh nó dữ quá, mày đủ nó đi bụi rồi sao mày tìm nó làm chi? Con mà tìm ổng chắc. Sao mày hỏi tao? Con tìm ổng để lấy cái điện thoại. Thằng cháu với thành phố lên, ổng về nhà hả, ổng ăn cơm sao, ổng xúc mà cái điện thoại đi mất tiêu à. Bực mình không? Chút xíu tôi cầm là thấy mụ nội tao rồi. Không, ý tôi nói là chút xíu nó có quay nó nhậu á, mà nó có cầm cái điện thoại qua đây á, gắn điện thoại nó trả lại quay. Nói nhớ giữ lời nha. Ờ, lớn mà, tao nói giữ lời chứ. Nhớ á. Ừ. Ui cha. Ui cha, đau quá. Có nhậu nhẹt gì thì nhậu hen, đừng có rủ chồng tôi nha. Đừng có để cho tay này giống tay bên đây à. Gì vậy? Mở sát đi chưa? Đi rồi. Tao thấy căng quá. Mới chuyển chỗ nhậu. Chuyển chỗ nhậu? Chuyển chỗ khác nhậu đi. Được á, dễ. Đúng rồi đi. Con thấy vợ mình nó căng lắm, cung tay cung chân. Lấy cái này đưa cho bà Sòn nghe đi. Cái gì? Nhớ trả tiền là được rồi. Yên tâm, nhậu ở đây nè. Thôi. Vợ tao nó có tới nữa. Mày để mình mày căng thôi. Đừng có để vợ tao nó căng rồi, mặt tao ô qua với mặt mày xấu lắm. Thôi đi, mời lấy Sòn. Mời em lên. Sao? 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 Mày xây qua đây. Mày cái coi, mày cái coi. Trời ơi, chưa có cái gì mà tụi mày hối tầm nhặt vậy đó. Ồ, phải xế phải. Ồ, ê. Chơi đó ha. Chơi đó ha. Hai con luôn ha. Uống rượu gì vậy? Uống rượu càng long. Càng long luôn ha. Pha với tắc kè. Hải mã. Ê, chồng này thằng nào trả hả? Sò trả. Ờ, hả? Gì? Sò trả? Ừ. Thôi ông nội ơi, mấy bữa trước thiếu tiền nó hả, chưa có trả nó. Mày biết không, tao đi ngang qua tao nghe vợ nó chửi nó không còn cái gì luôn. Hả, giờ này thiếu nữa hả? Còn lâu á, kỳ này chắc ra đường nó ở luôn á. Không sao đâu, yên tâm, tao có cách tao gài rồi mà. Gài cách nào? Hồi nãy suối ổng á, chửi vợ ổng. À. Suối ổng đòi ly dị vợ ổng. Ừ. Lấy máy điện thoại ra ghi âm. Đó, nếu ổng không lo cái chầu này hả, đưa cho vợ ổng, vợ ổng bỏ liền, ổng ra đường. À, có chơi chiêu rồi phải không? Sao? Nhưng mà mày yên tâm đi. Hôm nay anh bảy mày tiên à, bố à, lý à, cho à. Nếu nó không trả, tối nay tôi trả. Mới nói ông rồi trả cái xong rồi. Lỡ nha, bữa nay nhậu rồi phải trả tiền đó nha. Yên tâm, chiều nay tao trả. Ủa chiều, sao tới chiều vậy? Chiều chúng đề trả luôn. Chưa quánh hả? Đó là ký sổ chiều chúng rồi mới trả đâu sò hả? Ông mơ quá, ông về mua bụng thuốc ngủ rồi.
tao nói cho tụi bay nghe nè, một cái chuyện mà giống như là quyền bí. Quyền bí cái vụ thằng Tý con ốm bị sét đánh trẻ làm đôi gì? Đó tao biết rồi. Mà không, cái chuyện đó là chuyện tầm thường, chuyện không quan trọng nè. Từ lúc tao đẻ đến lớn chưa bao giờ làm mơ. Mà hồi tối hôm qua tao làm mơ. Mơ thấy gì? Mơ hả? Tao nói cho mày nghe. Dạ. Tao thấy con vợ tao á, nó leo trên cây dừa, nó hái hai trái dừa. À, Quýnh không hái. Không, vợ ổng leo, nam trời nữ sụt, Quýnh không hộp đi. Thì ổng làm mơ Quýnh không ba đi. Mày đánh đó. Tao chưa có kể xong, tao mới kể cho vợ tao leo lên hái dừa thôi. Tiếp nè. Tiếp nè. Tiếp rồi. Ừ. Rồi sao? À, miếng bò kể. Ừ. Không vui á. Con vợ tao nó cầm trái dừa nó dặn. Nó dặn, ai nghĩ nó chọc tay mày. Rồi sao? Nó rớt cái dừa xuống đầu con nhỏ. Trấn đường sau não. Thằng này con ai? Con mà Nam Cháu Quyết. Con mà Nam Cháu Quyết là thằng bo. Nó 5 tuổi, Quýnh không 5. Nói nam trời nữ sụp. Không sao. Không sao. Không, không gì cũng chặt luôn. Hỏi nó coi thử nó sinh năm mẹo dần tuổi tị ngọ gì đó là Quýnh theo tuổi chúng à. Mày nghĩ là hổng luôn đi. Tao chưa có kể xong hết bị nghĩ là hổng không. Nó bảy chưa kể xong kể chưa. Cái gì vậy? Mình lại tiếp nè. Thôi á, cái bà còn nổ xuống. Đưa đi vô bệnh viện mày. Đưa vô bệnh viện đúng rồi, nó phải bị chấn thương là phải đưa vô cấp cứu. Mà được cấp cứu 114. Ừ, đúng rồi, quên 117. Làm như cháy nhà mà gọi 14 cứu hỏa. Cấp cứu là 115. Đúng rồi, đúng rồi. Đánh chủ xỉu đi 115. Chủ xỉu là gì? Ông quên xỉu chủ. Chưa kể xong nữa, nhảy. Không hoàn thành tiếp mà nghe nè. Bắt đầu em bạc em đưa vô bệnh viện mày đúng không? Khi vô bệnh viện á, bắt đầu đưa vô tao đi theo mày. Tao đi theo rồi, lâu đi theo nha. Tao theo coi là bác sĩ đưa vô cái giường số mấy. Rồi số mấy. Trời ơi! Gì vậy? 02. Vãng quá, ông vãng quá. Nãy thì nó dặn hai cái giường Quýnh 02 thì lúc đó đi phải đợi xuống mà đưa vô bệnh viện nhìn cái bà đi. Không hai. Đúng rồi, sai rồi. Bây giờ sao ông nói luôn là lấy hai cái dừa cộng với không hai cái dừa nằm cộng lại thành 04 đi. Ta nói đúng từ đầu rồi, không chịu. Cái gì mà cái này nó quan trọng nữa. Cái gì nữa? Tao lên trên miếu. Trời, tao biết rồi. Miếu cậu Tư không? Ờ. Miếu cậu Tư Minh Linh đó nha. Sao? Hôm bữa có nè, cái thằng ba sửa xe ra đầu đường nè. Ừ. Trời ơi, nghe đồn cái miếu nó cầu lên. Nó lên cái cầu đó, dạ cậu Tư ơi cậu Tư. Làm sao giá, làm sao cho con trúng số về, con cạo đầu liền. Kêu trúng liền. Đúng không? Trúng bao nhiêu? Nó trúng 7.000. Nó cạo đầu 10.000. Dễ sợ. Ờ, mơ nó thử thôi. Không thấy linh thiệt. Nhưng mà kỳ này nó cầu độc lắm nha, không có cạo đầu. Nó ông Tư, giá làm sao cho con trúng số. Kỳ này mà con trúng số cũng thê với ông, con nhảy lầu 1. Trời. Ở chiều trúng 10 triệu. Trời, trúng. Nó nhảy lầu xuống xong nó gãy hai cái giò luôn là tốn tới 100 mấy triệu. Không dễ sợ. Rồi đẩy xe lăn ngồi ngồi về giá xe ra. Gì? Rồi nhậu nhẹt hết này hả? Trả không? Trả không? Trả mà. Cái ông nội làm ơn nhậu rồi nhớ nha, trả giùm tôi đi, thanh toán giùm tôi đi, ngày nào cũng ký sổ không à? Đúng rồi, trời ơi, được. Chí ủ của ông ta còn đúng cái gì? Ủa đây đúng trả được. Trả. Trời ơi, tâm đi để tôi trả cho. Nãy có hội trưởng ngồi đây mà kiếm lo cái gì? Rớt nó rớt mày. Nè nè, tôi báo cho mấy ông nghe một tin mới nha. Chí ủ của mấy ông á từ Mỹ mới về. Ăn nào đi. Tommy mà biết mặt đơ đó, biết thằng thế. Tommy là anh của thằng Tôn và Jenny đó. Mày có là buôn hoạt hình à? Lộn anh của thằng Tôn xuống bồ tạc đầu mà thằng Tôn cái đầu mấy tên mã là Tommy là nào biết. Tommy là cái tên họ nó bên Mỹ. Dạ. Ở Việt Nam nó tên là Tèo. Thằng Tèo à, thằng Tèo ổng nhông nhắc á. À, thằng Tèo si ké vậy. Mày giờ nó kêu Tèo lúc kia lúc ké. À, hồi đó nó hay me. Thằng mày quá mày quá. Nó nói cho mày nghe. Bây giờ á nó là một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Phải không? Giàu lắm. Nước nổ rồi á, nổ. Nổ cái gì? Tôi thấy báo đăng rõ ràng nó chụp hình với tổng thống Bush nè, với Bill Gates nè, với cái cô ca sĩ gì á, Barry Hepper gì đó. Paris Hilton. Nè, cái đó mà phải trúng số độc đắc mới là mới giàu được. Bà nói không có tin đâu, giờ có gì bằng chứng không? Chứng không? Trời ơi, sao không có bằng chứng? Nè, tôi nói nó phát tờ rơi, tôi nói đầy chợ, nghẹt cứng chợ luôn đó. À, thằng Tèo này. Ủa, cái bên ông gì tổng thống Mỹ à? Đó. Ông muốn cờ. Cô gì đẹp quá. Ủa, gì vậy? Hanson à? Paris Hilton á. À, đúng rồi, đúng rồi. Ông này gì vậy? Gì vậy? Te à? Bill Gates, ông nào ghét te gì?
ai biết là Bill Gates tài giàu nhất thế giới này, nhất nhì luôn đó. Mười mấy năm về trước đây nó nghèo sơ nghèo sát, giờ tự nhiên thành tỷ phú rồi ta. Thấy chưa, tin chưa? Trời ơi, đẹp quá mày. Khoan khoan, im lặng coi. Cái kèo này ngon hơn cái kèo của con sò. Được rồi, anh Bảy mày chính thức tuyên bố chúng ta thành lập một đội lễ tân để tiếp đón Tommy Tèo. Ok. Rồi, mày gian không? Coi mày gian ra. Đứng cho nó nghe ngắn. Mày trời ơi, ơi lộn đâu. Trời ơi, biết quay cái đầu lại. Mày thằng này không biết cái gì hết á. Giờ cầu lại đầu coi. Rồi, mày quán. Chừng nào tao mới một Tommy Tèo thì cũng cùng nhau hôn. Kéo cái xuống liều coi. Đó, kéo lên. Rồi. Đứa thân coi. Còn hai ngày nhớ nha. Một hồi nữa mà Tommy Tèo chạy ra, nó bước chạy xe tới đây nha. Chưa. Tắn là cái két. Hai thằng mới chạy tới. Nè, đứng nghiêm nghị lên. Mở cửa xe ra chào môn Tommy Tèo. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó là hai trách nhiệm của hai này. Nghe không? Được chưa? Làm thử làm cho nó biết chứ không thì nó rối á. Đúng rồi, tao giờ đúng là đi chứ để mà mày ra đi. Mày làm Tommy Tèo đi. Làm Tommy Tèo á. Làm Tommy Tèo á. Rồi Tèo nha, nghe tao Tèo bước xuống nha. Tèo bước xuống nha. Bắt đầu nè, hai đứa mày chạy ra nha. Xe ra. Kì! Tommy Tèo. Tommy Tèo, ở cái xe. Tommy Tèo. Tommy Tèo. Hello. Hello. Ôm nhau nè. Thấm thiết. Mày hôi quá. Có một tắm 3 ngày không hôi dữ vậy. Thông cảm đi, vợ bánh xương mặt đủ đi, lấy đồ đâu tắm. Rồi. Tommy Tèo gì kiểu nó thơm. Ô, xin chào Tommy Tèo. Rồi. Ông Bảy, ông có tính cái phần kế tiếp đi. Sau khi thằng Tèo đã bước xuống xe rồi, sau đó mình làm lễ thì sao? Đúng rồi. Bây giờ đây, bây giờ đứng đàng hoàng nha. Nghiêm. Đó, nó bước xuống xe kìa. Kính thưa anh Tèo, em là Bảy Sĩ. Sĩ. Được trong giới anh em bầu làm chủ sĩ. Là trưởng nhóm tổ ăn nhà. Và đức hân hạnh khôn ngoan chào đón lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Và anh đã bay nửa vòng trái đất khoảng chừng mười mấy hai chục ngày. Còn biết nửa vòng trái đất bay có ngày không muốn tiếng à. Lộn. Bây giờ chúng tôi xin bạn phép với anh là chúng tôi xin được làm lễ lễ đọc điếu văn. Đọc điếu văn. Để thấy thứ bài mới à. Đọc điếu văn. Xin mời anh Say. Đổ tay lên Say đây. Mày đứng đây giờ coi như là anh Tèo đứng đây không? Rồi đứng đây coi như đứng đây. Rồi đọc đàng hoàng đi. Chưa? Dạ kính thưa anh Tommy Tèo, chúc mừng anh đã đặt chân tới đất nước Việt Nam, đặc biệt tới quê hương chúng tôi, gặp lại những chiến hữu cũ sau mười mấy năm xa cách. Đúng. Các bạn nên biết anh Tommy Tèo ngày xưa nhà anh nghèo, nhà anh ở trên đỉnh đèo, nhà anh bán bánh thèo lèo, sáng ăn bánh xèo, trưa ăn bánh xèo, chiều ăn bánh bèo, tối ăn cơm cá kèo, đặc biệt nhà anh có nuôi mèo, không bao giờ biết hứa lèo, nhà anh gần còn dèo, thích hát bài kiếp nghèo. Sau một thời gian anh làm ăn ở Mỹ, giờ anh đã nổi tiếng. Một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Anh đã trở thành đại gia. Nhà anh ở America. American á. Anh không biết rồi. America. Anh có chiếc xe ca. Nhưng anh bán. Anh mua chiếc Toyota Yamaha Corolla. Nhà anh không có ma. Tối ngày anh đi massage. Giàu anh đi massage. Anh mua bằng Mazda. Hay uống Coca Cola. Anh thích đờn cá, tóc của thần chạy thị ba, hát bài, làm bà đà. Để đón chào anh Tommy Tèo, chúng ta cùng cất tiếng cá, hát bài tình gia. Tình gia mang như gần tay dương, ngọt ngào như dòng nước tôi đồng. Hình như xe tới kìa, khói mày mù mịt kìa. Không, phải rồi, phải đúng rồi. Này là đi xe hơi nè. Bảy, đi xe tăng á. Bảy, xe tăng đâu, xe tăng, xe hơi.
mà mày xe hơi thường nha, đi roi roi hay sao á. Mày hỏi, đó, đó, bắt đầu lú ra nè. Ủa, mày hỏi, đó. Ừ, mày không phải, cái gì vậy? Ủa, xong thấy xe. Ủa, thấy người mà. Ủa, sao mày xong chết nè. Tôi chạy dưới đi. Ừ, từ sau này đàn chó kìa. Ủa, đi nữa. Trời ơi, mệt quá. Sao hơi không? Đang đi bộ. Ủa sao đi bộ? Sao chó được cái gì? Hôm qua thì đi về thèm quá, ghé chợ ông Tạ quất mớ thịt chó rồi bữa nay còn mùi sao nữa. Căng quá trời luôn à. Để đó tiếp thôi. Chị đón tiếp cái gì? Hồi nãy là tưởng như xe hơi xuống, tao có kêu mình tụi đi làm lễ đón tiếp. Bây giờ mày coi thân hình đó kìa. Te tui con chó te. Te tui nữa. Thôi vậy đi. Mình cứ ám này đi nhà có rồi vậy nó sao đó vậy mà quá nó cứ nhìn cái bề ngoài đánh giá còn ta không có sao nè ta đang hình đấy không hình gì thằng này tao biết nó còn mấy ngày tao không biết. Ủa báo này đi về tới đây rồi hả? Ừ, trời ơi công nhận nhanh thiệt anh. Trời ơi mà thiệt cái bài báo này em đã không ưa rồi, em đã giấu rồi, em đâu có cho biết em giàu. Mấy đứa nhà báo bên Mỹ trời ơi nó hay tìm tòi lắm anh ơi. Ủa thiệt hả? Thiệt hả? Thiệt hả? Hôm nay là quen bún luôn hả? Quen hết bạn em không á? Bạn rồi dạ. Quen hết rồi hả? Trong vòng 10 mà ở đây mới đang có 4 thôi, còn 6 người nữa chưa đang. Vậy là em giàu hả? Em ngửa hả? Em cũng ngang ngửa Bill Gates này thôi. Đứa bạn em Bill Gates tài già lắm, mấy tỷ đô đó. Mấy tỷ đô, mấy chục tỷ, mấy chục tỷ đô. Ủa, nói vậy là tài sản em cũng mười mấy hay ba chục tỷ đô hả? Không có, nói chung em ngang đó thôi, chứ giờ tiền em của em cũng ít có đếm lắm, em cân thôi. Tỷ đô sắp tết vậy đó. Lấy vi tính kia hình em không? Dạ không có, cái này em lấy được ở đâu? Từ báo gốc mà phải không? Trên mạng thì đó, nó đưa lên luôn lần á, chứ đâu có ai làm gì. Làm cái này nó đăng lâu rồi anh ơi. Cái này là cách 4 năm trước rồi đó. Ủa, bây giờ mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Cộng dây chuyền á. Trời ơi, dây chuyền không đeo mà ngậm vậy đó hả? Dạ thích vậy đó. Tụi sao nó bằng cái bọc bắp tay thôi vậy mày? Tôi đúng rồi à. Đeo tôi đúng vậy đó. Mấy tầm tứ á. Hồn rớt ra là hay ha. Hồn xuống quá ta. Sao bác? Em Tô Bi Tèo thân mến à. Ngày xưa cách đây mười mấy năm về trước, em ở trong nhóm hội ăn nhậu của anh Bảy Sĩ. Đây anh Bảy Sĩ quỷ nhiệm danh đọc diễn văn để chúc mừng em. Diễn văn có diễn văn hả? Diễn văn hả? Vỗ tay. Anh Tôm Mì Tèo thân mến, chúng ta phải biết ngày xưa anh Tôm Mì Tèo nhà anh nghèo, nhà anh ở trên đỉnh đèo, nhà anh bán bánh bèo lèo, sáng là đang ăn bánh bèo chiều ăn bánh bèo phải không? Còn nữa hả? Chưa ăn cơm cá kèo đấy đó, còn nữa còn dưới đó, khúc dưới hả? Dưới là cao phải không? Ồ sao biết vậy? Ngày xưa có chiếc xe cao, bây giờ bán mua Toyota Mazda rồi. Cuối cùng nữa ghê. Cuối cùng là để đón anh Tôm Mì Tèo hát bài Tình Cha đúng không? Cha hoa như dòng mãi dư. Một chào như dòng mãi thơ. Thôi. Trời ơi. Bác Bảy. Ông tôi vui quá. Biết sao tự nhiên con về đi hát bài Tình Cha. Thì ghê. Mày chuyển cho nó đi. Mày. Tình mẹ. Trời đất ơi. Hát Tình Cha đó. Thôi. Cảm ơn mọi người nha, giờ con phải về thay đồ, trời chó nó xé hết trơn. Hẹn là mai nhậu đi. Chị tới đó, mai nhà Bảy nha. Tới nhà Bảy nhậu ha. Đó nó giàu mà rất là bình dân, nó quan trọng cái là chó giản dị quá, tiền nó cần ký không, cái chuyện cần ký nó không có quan trọng. Mày người ta đang nói gì để tướng tá nó đi mà thấy không,
một con người rất là bình dân vậy rất à. Nói chung là tao ái mộ nó quá luôn à. Chạy đúng không? Chạy đúng không? Đúng rồi. Giảng gì ha? Không dám đâu. Mặt này mới giảng gì à. Thì gớm. Dám gớm đâu. Mặt gì ta ai cũng khen đẹp trai. Nó tới chưa? Hôm qua chú dặn làm sao mà giờ chưa thấy nữa rồi. Dặn giữa kỹ đường mà quẹo xe vô cái nhà tao đi, không biết nhà tao. Trời ơi, bày rồi nhậu ra hết hả? Bày xong hết rồi, rồi vô rồi quốc thôi. Vậy, giờ con có ý kiến gì? Kiến gì? Nhậu nhẹt khi đi mất thời gian. Dạ, đúng không? Bây giờ tôi đi tiền. Nó là một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Phải không? Nó đãi mình cái chầu nhậu này thì cũng có nhiêu hết á. Bây giờ mình rủ nó quánh bài đi, quánh bài cào. Tự nhiên mày nói chuyện mắc cười với nó bên Mỹ nó về. Tiền đúng không? Nó đâu? Anh em mình hùng lại hay là tao đãi nó nhậu để có tình nghĩa anh em với nhau. Tự nhiên mình kêu quánh bài làm sao tao không có hiểu à. Nhậu xong mai đi chỗ khác cũng vậy. Trời ơi, lâu ngày trên rừng có con nai hay con mỡ nó về mình gặp nó mình xẻ thịt ăn đi. Phải không? Phải gặp nai không? Hay là gặp nai lai cọp có thấy mũ nụ nữa. Bởi vì ông sò này không biết ông bà mình có câu nai tơ gặp cáo già. Nó là nai mình là cáo. Rồi tiền đâu mình đủ mình quýnh với nó. Thì mình hùng lại. Quýnh bài cào mình đưa cho nó làm cái đi. Sau đó mình đổi bài. Làm gì có mất tình mất nghĩa anh em với nhau không mày? Tình nghĩa vậy nó gì kiều nó Mỹ giàu hơn mình. À, bây giờ nó thì nha, xin lỗi nó bây giờ tính ra mấy chục triệu đô la đúng không? Sao kiếm được vậy? Mình đang ăn giỏi lắm mà bốn người anh em mình ăn nó 1 triệu đô la cũng thấm thiết rồi đó. Bây giờ có nghĩa là bây giờ mình kêu nó tới đây, nhiều cái mình giả bộ mình kêu quýnh bài, à. Xui rồi có nghĩa là ba bốn anh em mình chơi cái màn ship bài, đổi bài, đổi bài với nhau. Chơi làm sao nó biết được? Thôi chia ra rồi mình cho nhau coi bài nè, con nào nhiều nhất mình đổi quá giàu mà. Hả? Rồi nó mày vô trong đi, vô trong. Vậy vậy tao vô nha. Thấy lấy cái chiếu chải ra lấy cái mền bỏ lên. Vậy dẹp dẹp được ăn hết luôn hả? Đồ nấu. Lấy cái chiếu chải lấy cái mền xong rồi bao ăn hết nha. Dạ dạ. Coi mấy giờ rồi. Coi chừng sau này trễ quá. Tao nên tao nói là Mỹ cho giờ chính xác không phải gần 11 rưỡi rồi, 11 giờ 27 rồi. Chết cha còn 3 phút nữa hả? 3 phút nữa sao không thấy gì. Về nhớ nha. Tới. Vô. Tới. Vô. Đi đi đi. Lẹ. Vô sắp lẹ lên. Ôi chú Bảy, vô đây ghê không? Vô. Ở Mỹ về tướng khác ha. Đủ gì đâu khác chứ. Khỏe ra. Khỏe anh. Chắc tốt hả? Thôi chơi. Này mập ra ha. Ủa? Kêu con qua đây nhậu rồi sao không thấy bàn nhậu rồi sao trải mền để đồ chi vậy trời? Đang làm mồi ở dưới. Đang làm mồi. Lâu quá không có mồi nào kêu về. Mấy chú rất vui vậy. Có lẽ đem rượu lên nhậu đó nguyên tủ rượu á. Nhưng mà ông Bảy ông nói tại vì tháng giêng tháng ăn chơi. Cho nên buồn á ông Bảy là không có mua bài về. Giờ anh em mình chơi bài xì dắt hay bài cào cho vui. Có nghĩa là cũng thời gian quýnh bài trước cộng xui rồi mình ăn con sao. Dạ. Ôi giờ con không biết đánh bài. Con tưởng qua đây nhậu chứ em không biết đánh bài. Bài cào dễ lắm. Cào có lúc bài cào dễ lắm. Thôi vậy đặt chơi cho vui thôi nha. Chơi 20-50 thôi nha. Gì tháng giêng tháng ăn chơi 100 đi. 100 đi con. Thôi 100 ít lắm. 200. 200 đi. 200, 400, 800 chưa đủ. Nhiều tèo xài đô 100 là tới tính 1,5 triệu. Ăn không? Ăn không chắc. Nay là nãy ngon lắm. Nay gì anh? Không. Nãy mới ông Bảy ông mới mua con nai để sau nhà. Là có Bảy chơi con ăn thịt nai đó. Nai con là nai tái chanh nè. Giờ con cũng ráng ăn nai. Xẻ nai à. Muốn đi muốn ra xíu ăn. Có 4 tay à, cho có nhiêu đâu đúng không? Bỏ tiền ra chơi chứ. Dạ, bỏ tiền đi, thấy tiền. Bỏ tiền. Cả lại tôi lại. Trời ơi, sao đi chú tiền quá trời. Bỏ này tiền gì, không gì? Không biết không? Tháng nhiều tháng ăn chơi, sẵn con về nước rồi, nhưng chú vui quá. Bữa nay con nói thiệt nha, bữa nay chiều bữa 7 con mới chơi đó nha. Con không có tiền bạc gì nhiều đâu. Dạ. Thơm, nay thơm thiệt rồi. Đây thơm thiệt. Cái vụ này chắc tao lên thêm tấm nữa quá. Trời ơi, thấy người ta quá rồi. Ủa cái này sốc làm sao chú? Sao vậy? Sao vậy nè? Thôi làm vậy được không? Con thấy hồi nãy anh ấy anh làm vậy nè. Con cũng rành lắm. Trời ơi. Rồi vậy đặt vô đi. Quẹo. Dạ. Lên đây mấy đứa. Gì vậy? Ừ.
lấy 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 hả? Ở đâu quá trời vậy? Bà ok. Dạ tụi em bảo ok. Ok nè, ok. Nó bậy, nó bậy. Hả? Con hồi mắt họ lại đến lén nhà ông bậy. Nó ké. Nó ké. Hả? Nó ăn á hả? Nó ăn á hả? Nó ké. Thôi đặt đại vô đi. Đại đi. Đặt đại nè. Tối đa là 500 nha mấy đứa. Chiều mấy anh em mới chơi nha. Chứ em cũng rành lắm rồi. 200. Để nhiều, ké nhiều. Ké nhiều. 205 ngàn. Chẳng có 5 ngàn lẻ. Có 5 ngàn lẻ. Ở 5 ngàn lẻ mày đi. Mày đi ăn gì lộn rồi mày. Chế 200 ngàn. Nói nhầm. Mày kinh là hết. Mày mở bài. Thì thôi đặt 300 thôi. 300 cứ đi. Để tay lên, để tay lên. Để tay lên. Sao không? Rồi con chia ai chứ? Tùy tùy tùy. Ba cái con bông kia luôn. Ừ, cái đồng hồ. Đó. Con không có rành. Thử ra. Con không có biết cây. Mấy cây? 3 cây. 3 cây. 3 lá, 3 lá. Mỗi người 3 cây. 3 lá thôi. Đúng rồi. Điện thoại. Dạ, con có điện thoại. Alo. Ồ, bút hả? Con đi. Không có. Thôi, nghỉ được rồi, hai nhiệm kỳ rồi. Ăn được cái giác quân đi quánh tay hoài à. Kinh tế đạt xuống là còn xuống rồi, nghỉ cho rồi đi. Hai nhiệm kỳ cũng thấm rồi. Làm chi cho nhiều, để người khác đi. Mở bài đi, đang đánh bài. bảy lúc. Ok, see you, bye bye. Ủa sao mấy chú không dở bài? Bút là dạ tổng thống bút á. Đây là con bảy lúc mà. Alo. Đang diễn lá bài gác hả? Ok. Bye bye. Rồi, cái này 500, 45. Rồi, xong đưa 3 triệu. Rồi, thối lại 500 nữa. Chơi luôn đi con. Được không, Đẹo? Đút luôn, đút luôn. Ăn luôn, ăn không nhiên, chờ hết luôn đi. Bây giờ có phận như thế. Một triệu, nhiêu tiền cho lớn. Dạ, hết đi. 1 triệu lắm đi, hả? Thôi, do Tèo quyết định đi. Thôi, mở ra. Hơn 1 triệu đi, cho 1 triệu cũng được. Mày hên mà kinh ní. Kinh ní, kinh ní hả? Ừ, kinh ní. Mày kinh cái xong, sao quốc tội Tèo quá. Nè. Ừ. Ê, đứng tao coi, đứng tao nhỏ coi, đứng tao. Cái điện thoại. Ồ, có bà. Dạ con chứ. Có điện nữa. Chờ con chút. Alo. Dạ, yeah, được cách. How are you? Ok. Rồi, sao rồi chú? Rồi. À, Bill Gates, Bill Gates nó điện em. Bill Gates nó điện có điểu con học là anh văn gì tính. Lỡ thôi, con đang ở Việt Nam chơi. À, rồi xét đi, xét đi. Chín lúc rồi. Trời ơi. Chín luôn. Chín luôn. Quá, nhà chính là sao? Mấy nhà chính hết trơn vậy? Chính thôi là phải chính thôi. Mở thử coi. Tôi có sống không? Ba này ăn rồi phải không chú? Ba cái này là nãy chúng kêu là ba gì đó. Ở đây đây ba cạo. Ba cạo. Vậy con cũng hơn. Ba cạo kinh xui lắm này. Không phải nó kinh nữa. Nãy cái đầu nó. Nè nè. Dạ. Con. Để cho nó ngồi đi. Ngồi là sao chứ? 2 triệu, 3 triệu. Bộ.
Thôi đánh ít thôi, đừng nóng đánh chơi mà. Nóng mua cho gỡ. Đúng rồi, cho chú gỡ mới mua cây mà. Tiền nè. Rồi giờ mấy anh muốn đánh nhiều hả? Thì báo 1 triệu đi. Rồi vậy đánh đi cho 5 triệu luôn á. Rồi đây. Chú Bảy cho con 2 triệu 3 triệu nữa. Xui lắm mà. Bao nhiêu người hết đi mày đó. Tiền. Con đi nghe điện thoại đi. Dạ đâu ai điện đâu. Thì giả bộ ra nghe điện rồi. Có phải vô tin. Không có, nãy giờ bạn con điện quá chừng rồi. Giờ dở 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 bài đi, dở bài đi. Dở à? Không ai điện hả? Dạ không. Số máy để điện. Một khi dở. Thôi kệ nó đi, anh chừng nào đó cần nó điện em. Mở mở đi. Ba nó sẽ khăn. Thôi chứ đi. Không phải. Mày mày mở đi mày. Mày già ơi. Mở đi. Từ từ thôi. Ăn thôi. Cái gì? Gì? Bốn lúc ăn nữa. Sao không mà ăn? Ông xui quá. Lật luôn chú sợ. Tao không ăn nữa, tao ăn nhiều. Tôi nói tôi phải tôi quên tôi nói đẩy sỏi nè hai con hết con hai mày cũng ăn đúng rồi chẳng lẽ bây giờ ông lên con xì đúng chứ con tay mới thua thôi còn có dưới là một ông uống là từ quầy ăn không phải đúng không mày mười cửa ăn á đúng mày dễ ăn mày thấy không dễ ăn ghê dễ ăn ghê. Tay tay giá bà cầu ha, mày bà cầu ha. Tay tay trời ơi ba nước rồi cũng ăn. Rồi giờ hết tiền hả? Còn ai còn tiền không? Thôi vậy con nghĩ là con về. Trời ơi bình tĩnh gì đâu có đó chuyện đó. Con cho bắt dai. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ nè Tèo, anh thấy về gì đi. Vâng. Giờ thua chẳng lẽ mình xin lại cũng kỳ. Sao được. Giờ lấy giấy tờ nhà quấn luôn được không? Tờ nhà của ai? Nhà của... Thì ông chưa có chơi thì ông lấy tờ nhà cho ông ra. Bên kia chơi thì sao? Bà xã tao không biết à. Không mệt lắm. Trời ơi, chuyện đó bình thường có gì đâu. Lấy đi nhà anh đi. Ừ. Lén vô lấy, bà đi làm rồi. Giờ sao mấy con về à? Từ từ, con từ từ đấy. Giờ gì dễ nhất là giờ vô lấy cái giấy với tờ giấy ra qua đây. Đó, rồi ký vô, mỗi người đặt chữ ký vô. Đánh một cây duy nhất thôi, ăn thua nghỉ luôn. Đúng rồi, biết đâu mình ăn mình lấy lại sao. Ờ, chơi luôn. Rồi, vô lấy cái giấy đi. Dễ quá. Nói vậy cuối cùng đến bài này cũng dễ ăn quá ha nè. Ê, lâu về đi bác Bảy rủ qua đây nhậu rồi cứ mình không ăn thì nói nè nè Bảy ơi giờ ký đâu giờ thảo xong chưa Bảy đâu được rồi rồi đúng rồi giấy tờ mày xích quạt rồi ủa cái này là giấy gì vậy không Bảy à, giấy tờ nhà là sổ hồng á ờ phải không rồi xong đó, mày ký vô cuối cùng đây dạ ai làm cái làm đến nào làm cái cười lên chứ làm gì buồn dữ trời mới buồn mấy cửa hả cầm lên thoải mái ký hết trơn rồi không ai mà không ký. Rồi cái này là tại mấy chú ép con nha à, chứ con đâu không muốn đâu. Cái này chị vui mấy ngày tới chị nhỏ mà. Mua bài này là sự của bài giờ nó nở quá. Lỡ thua thì nó ở nhà mướn. Hết ai kinh hết á. Cứ để cho mẹ tự sắp nha. Cái này trẻ con cái đi tự sốc nó tự chia đi. Ờ, tự thử luôn đi. Ừ. Thở rồi. Cái cuối cùng lên. Có tự đẹp, đừng có ngó gì hết. Cái lớn rồi quay im lặng nha. Im lặng nha. Không được ngó hả? Không, chắc cái này chắc là đường tỏ quá. Rồi, ai giờ chưa? Mai. Thái đồng, chín mắt. Thái đồng.
thôi giờ chia lại. Thấy chưa? Tính nóc thấy không? Thấy chưa? Chết liền. Thấy chưa? Tôi có lưng bánh bài là chắc chuyên nghiệp dữ lắm à. Thấy người ta chia thôi là anh đã biết mấy nút rồi. Có cảm giác, nó sợ lắm. Lên. Không, ở kênh đi. Bây giờ 4 người. Từ bên này qua đi. Vừa trên miếng để chút xíu đi. Dạ, sau này khó chỗ thường lắm. Đúng. Có chữ tiết cho mà. Thấy, lợi dụng lá rồi. Mấy đứa kia có làm không? Không. Rồi xong ha. Trời ơi, con nói chuyện chú nha. Ăn của mấy chú con cũng có vui vẻ gì đâu. Con cũng không rành á, không biết sao á. Trời đãi chứ con đâu rành đánh lắm đâu. Sao đâu, tự nhiên. Phát. Nó kêu Hoàng, chưa có bài đó. Nó kêu Hoàng, nghi nữa hả? Ừ. Trời ơi, tôi có mở ra coi nữa. Tụi nó nghi bù mà. Xả đi. Xả cái này đi không? Ừ, xả cái này nữa đi. Xả cái này. Một căn nhà mà ít đốt nổi. Giờ xả phải không? Xả cho bữa thôi à. Xả đi đừng coi. Nhiều khi nó lớn lúc lắm này. Dở lên. Bây giờ sao? Bây giờ anh muốn dở anh là sao? Mấy ngày này là muốn sao? Thôi xả đi. Anh xả cho mà cho coi đi. Thôi, không cho coi. Coi tụi em. Không phải coi cho coi tụi tôi. Coi tụi em hả? Ừ, chính là. Bồ! Mày quá! Mày đấy được nào lâu không? Nó đúng xong đó, nó đúng thôi. Đi, người ta chơi đi, chán nhậu cả nè. Thôi bây giờ anh ơi, chơi cây quyết định đi, em mệt quá à. Còn có nhậu hay không á bạn? Nhậu có chứ. Ờ, vậy. Bà ơi, dịch cho gà gì. Kinh đi. Từ từ. Hả? Dạ, kinh. Bây giờ tôi quyết định cho tôi kinh được. À, nếu như chân này tụi mày. Kinh đi. Kinh đi. Chân này dài, nó lá ngay cổ. Đấy, kinh đi. Kinh, kinh cứ giữ nha. Mẹ có rồi. Người ta sợ nguyên vợ mình quá. Bây giờ sao? Ừ. Đi con về đi, con mệt quá. Hôn hoài cái tụi tao kết. Hôn hoài à. Thôi, từ từ. Bây giờ mình thấy chỉ có khi nào điện thoại nó rang mới tin được. Không còn đi thôi. Điện thoại có ai rồi? Dạ, hết pin luôn rồi. Thôi, được rồi. Sạc đi. Cũng hai không ai điện con gì đâu. Chú mấy chú chơi không? Nhà này gió độc lắm sao mà ai cũng trúng gió, mặt tái xanh, tái lét hết trơn gì trời. Thôi vậy chắc chơi không nổi rồi, thôi nghỉ đi. Chơi rồi. Mấy chú quyết định không? Bây giờ con chia à? Mà lật luôn nha. Không có nặng nếu gì cho mệt quá, bây giờ chờ lâu quá. Không có nặng nha. Rồi thôi lật luôn đi nha. Lật hả? Lật. Sao chơi không? Chơi không về à? Chơi. Lật. 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 Lật đi mà. Lật. Lật luôn. Trời ơi. Cái bài căng dữ vậy trời. Bảy. 4. 6. Từ từ. Cho hỏi thăm gì là căn nhà 7 đi rồi á. Sao số bằng ai vậy mày? Mày đứng đâu á? Đâu. My house. Oh my God. Goodbye, my house.
Nó ôm ơn gói lời lại chú tôi. Bút 32 là chính biệt ngôi nhà. Nhìn ngôi nhà là bút đã chia tay. Thầy có chồng diễn thì có ai lấy không? Tranh thủ bây giờ con mới tèo chưa tới mình khiên chuồng diễn này mình lên đi. Bán rộng kiếm vốn bây giờ sao? Mọi người ổn quá. Được không? Tôi nghe chỉ này đang gọi quá. Gọi thì chứ sao cũng về con tèo. Sao rồi? Bây giờ tôi thấy nhà ai trước nữa? Nó lấy từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ. Lấy nhà ông Bảy trước, rồi nó qua nhà ông. Đến nhà tôi, đến nhà Xỉu nè. Nghe nó rủng rủng trên cẳng. Bây giờ nhìn lại bốn người này như là bốn chó già. Tiếng hoài, tiếng hoài vậy? Tiếng tèo vậy, tiếng hồn chết không? Trời ơi, quán kia là đây hết chứ nào? Mấy gương mặt này sao quen quá vậy? À, mấy thằng đánh bài bữa nó theo mình mà. Phải không anh? Ờ, tự nhiên bây giờ tự nhiên đi theo thằng Tôn đi tèo là sao? Nó phản phúc quá, cái gì đó. Chỉ điểm đó. Ờ, nó dắt chỉ đồ đờ. Mấy cái thằng này. Ác độc. Sao? Giờ sao? Giờ mấy chú tính sao đây? Sao đâu? Con khổ quá nội. Con sắp về nước. Bây giờ mấy chú tính sao đây? Giấy tờ đây, giấy trắng mực đen đây. Nếu không... Ha. Con sẽ lên cơ quan pháp luật. Đúng. Tha cái gì? Chú hăng lắm mà. Hăng cái gì? Rồi nhậu không nhậu rồi đến bài. Tụi nó xuống với bác nữa. Bác mà con biết cái gì đâu. Nói tháng giêng là tháng ăn chơi nữa. Làm không lo làm bác còn suối mấy anh này. Ăn chơi rồi sẽ nai á. Nhắm con nai này bác ăn nổi không? Ta cũng già rồi mà bác Bảy. Sao à? Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Quất chết tôi rồi. Ai à, đi quất đi. Ngại ngùng. Đánh bài. Tôi cho ông biết nha. Lần này mà bán cái căn nhà nó đi hả? Là tôi hả? Tôi đem ra tôi quên khô. Tôi lấy khô tôi bán nhậu quán nhậu luôn đó biết chưa? Lỡ rồi bà, lỡ rồi. Lỡ cái gì? Lỡ. Rồi, hiểu luôn. À, hay quá ha. Tôi nói rồi, ai cũng còn theo. Chưa làm gì chứ. Cờ bạc thế chấp nhà cửa ha. Ghen quá ha. Làm á, chứ tôi mang tí với hàng xóm. Người ta nói tôi á, đánh chồng như đánh con. Đá chồng như đá bánh gì đó. Rõ là tí rồi. Cái mặt ông á, xúc luôn. Này còn leo ha. Này, không có gì ha. Mặt nó còn đau nữa cho nó hết đau rồi đó. Chờ ông sao? Bốn ta. Thôi đi. Mẹ bé thím đừng có nói nhiều nữa. Tèo. Giúp đỡ giùm mấy chú. Giúp cái gì hết. Không ai giúp được cái gì hết. Lấy mày tèo. Giấy tờ đây nè. Tèo. Nó tèo tốt lắm. Cứu một mạng người còn xây 10 cái chùa. Thôi tôi không phải đạo Phật. Tôi mới xây chùa. Chứ mà sao mới xé? Nói chùa xé là tại vì tôi thương hai thiếu này à. Qua tâm sự với tôi. Ăn rồi mấy chú cứ cờ bạc hoài. Mà còn bác Bảy nữa. Bác lớn à, bác không chỉ cho mấy ăn này lo làm ăn đi. Bác cũng đủ cờ bạc. Đứng con dễ ăn lắm hả? Ủa nói vậy là cái xe giấy xé thiệt hả? Xé đâu vậy? Thì bây giờ bỏ bộ bài ra quên tiếp vậy. Hả? Quên cái nói gì? Cái này mới là photo thôi, còn cái giấy chính nè. Trời ơi. Tèo ơi cứu tèo. Quá. Mấy cái tiền kia sao? Cái tiền hồi bữa. Tiền bữa hôm nó đưa cho hai chiếc này hết rồi. Đó rồi của ai cũng trả lại cho người nấy. Vậy nó có bạn ông bút gì không? Bạn ông khỉ. Bạn cũng đi ghét với bạn ông bút rồi. Đó. Tèo. Bữa đổi bài giờ rồi có biết đổi bài không? Sao biết? Sao biết hay hả? Ngày xưa tôi có tình như vậy rồi nè trời ơi. Tôi đã từng cờ bạc rồi. Hồi mới qua tôi cũng làm ăn được dữ lắm. Xong hả tôi lên lát rồi lát tôi quất hả tôi quất không còn cái gì luôn. Quất mà tới giờ này có cái nghề này luôn nè. Nghề gì? Bán phở. Bưng phở cho quán phở người ta đó. Ủa giờ hả? Ở đợ con khỉ. Đi làm công thấy mẹ luôn nè. Nó kêu nó bưng phở mà sao hôm qua nó giục cọc tiền đô ra hết hồn vậy trời. Đồ ăn phụ đó. Đưa cọc tiền đô ra đi. Chia cho mẫu người cọc rằm tháng 7 lốt chân. Hả? Con giả hả? Trời đất ơi, tôi đẹp đầu tờ thì thiệt thôi. Thôi đi. Còn mấy chú nha, từ nay trở đi thu dẹp đi, đừng có cờ bạc nữa. Ngày xưa tôi cũng cờ bạc mà giờ này bưng phở nè. Không có giàu có gì đâu. Ở chỗ nào cũng vậy, phải có làm mới có sống.
Tao mặc xí xí cho hỏi cái vậy. Bữa đó nhớ bốn đứa tao đổi bài chín lúc hết. Sao tự nhiên mày đổi sao xí cào hay cái gì? Đơn giản quá, tôi cầm cái điện thoại này nè, tôi soi soi tôi thấy đổi bài hết trơn luôn á. Gì hả? Nhưng mà thắc mắc là thấy đổi bài, nhưng mà làm sao mày được chia lúc đó mày có ba cào được nè. Mày có phải là thần bài mới được chứ. Đúng rồi, đúng không? Trời ơi, tôi chia được hết. Chia được hả? Tôi chia được hết. Sao? Tin mà được. Tin mà được. Chia được hết. Bữa đó hả? Biết ai điện thoại cho tôi không? Ai? Không có Bill Gates, không có bút biết gì hết trơn á. Hiếm này nè. Kiếm gọi điện thoại cho tôi hỏi anh hết tiền mấy đứa đó chưa, anh hết tiền mấy đứa đó chưa. Trời, tôi với Kiếm này gài ăn tiền mấy người đó. Vậy hả? Ăn được cờ bạc hoài, tháng giêng tháng ăn chơi, tháng nào cũng lo làm rồi chết đói đấy. Mà không có tin, phải lấy bộ bài. Đúng rồi, mày làm được hết bộ bài thôi. Trời ơi, cái bài này không có tôi có phải. Tại sao mà tôi ba tay mà nó không, tôi không ăn nó được. Bốn lá, tôi bốn lá. Nè, bây giờ mình coi nè, giờ mình sống rồi nha. Sống con đàng hoàng, coi thử nó sao thôi nè. Bây giờ tôi kêu luôn nha. Đó, rồi mày chia không? Giờ chia nè. Bây giờ nói này mày lúc. Đây em đi, nhìn đi. Cái đó bốn nút. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa, sao nó biết hay thế? Còn này mấy nút? Một nút. Bên này mấy nút? Sáu nút. Hay quá vậy ta. Nói đúng là tao con mày luôn á. Chín nút. Mù, của tôi là mù. Trời ơi, mà bày như vậy là tôi thua suốt quần rồi. Thấy chưa? Bây giờ mày chú tình chưa? Thần bài, thần bài. Thần bài, thánh bài vậy đó. Tôi bấm bài tôi làm dấu ở đâu? Chơi không biết chơi, người khác là chơi điếm đàn, mình cũng phải đặt chơi điếm đàn. Nhờ mấy thằng quỷ này lửa bài xong đổi vô. Trời ơi, tôi thấy bộ bài càng lúc càng dày, không có nó nở cỡ nào, nó cũng không một bộ thành hai giống vậy hết. Quấn bài như vậy mà cũng quấn bài. Thôi, mấy Kiếm lo xử mấy ổng đi nha. Ủa, còn gì vậy? Đi về. Vậy nó họ không lấy nhà hả? Lấy làm cái gì? Ủa, rồi cái giấy xé là giấy photo rồi chứ. Thiệt á. Thôi, về nha. Về đó. Trời ơi, trời ơi.